Rồi chưa? Không không, cái này có hình của sữa luôn. Đúng rồi, chưa xong con. Đây đúng không? Bánh đang trình chiếu không? Bây giờ cô mở cái hình ra. Đúng không? Alo, tụi con nghe chưa? Nghe chưa Khanh? Nghe rồi cô. À, bây giờ ta sửa bài nè. Tụi con phải làm vậy nè. Gửi hình lên thì cô sẽ sửa thẳng vào trong cái đó luôn. Ủa sao bài của con Khanh nó từ lưa vậy trời? Hả con? Con đánh gì bú xua vậy? Dạ, cái màu đen là câu đúng đó cô. À. Rồi còn xanh rồi còn đen gì từ lưa vậy? Dạ. Rồi ta sửa từ 180 đúng không? 180 tới 200. Cái bài này bữa trước là con ấy là mình chưa có sửa kịp nè. Xong này mình sửa phần sửa sai để qua phần test 3. Rồi vô đi Khanh, 180. Ủa sao con chụp sao mà không có câu D vậy con? Ôi cô, con nhớ là con gửi có mà cô. Ủa sao lúc mà cô đưa vô đây nó không có câu D ta? Hả? Con chụp bên rất nó đủ cô. Ủa vậy hả? Sao lúc này nó lại không đủ ta? Không, đây là cô zoom lại hả? Dạ, chắc vậy. Được chưa? Rồi, con vô đi, thấy rồi đó. Giải thích đi con, 180. Dạ, 180 là có chu là đóng góp cho cái những... Dạ, là 180 là những cái sự mà thất nghiệp là ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc mà trở thành người vô gia cư, cô là contribute to. Đúng rồi, contribute to, cái việc thất nghiệp sẽ đóng góp trực tiếp tới cái việc mà mình không có nhà, đúng không? Dạ. Rồi, 181. Dạ, 181 là recognition, là sự công nhận cô là được tặng cái huy chương để như là một sự công nhận cho cái sự đóng góp của anh ấy đối với đất nước. Đúng rồi, chính xác. 182. Dạ là những cái người công nhân này thì sẽ thi hành một cái luật mới. Welcome không phải là thi hành, có nghĩa là người ta đón chào, người ta gọi là sao, hưởng ứng, đúng không? Yeah. Hưởng ứng những cái bộ luật mới mà trở nên gì? Effective. Yeah, là trở nên có hiệu dụng vào cái tháng. Có hiệu lực, có hiệu lực. Còn câu B có nghĩa là gì? Dạ, yeah, câu B có nghĩa là có năng, như kiểu là có năng lực. Có năng lực, có khả năng. Có khả năng, ok. Câu C. Câu C là gì? Dạ, câu C là có ảnh hưởng, có sức thuyết phục tới một ai đó. Còn câu kia, câu cuối cùng. Dạ, câu cuối cùng là có hiệu nghiệm nhưng mà nó là về nghĩa thuốc. Efficacious, có hiệu quả hay là hiệu nghiệm về thuốc, chính xác. Vậy là 182 ta sẽ chọn câu A. 183. Dạ, 183 là những cái technology là cái tại sao câu A của con sai con biết không? Tại sao câu A của con sai biết không? Dạ, technique nó chỉ là về những cái kỹ thuật thôi cô. Thật ra technique nếu như câu 183 mà con muốn dùng câu A thì con phải dùng số nhiều. Dạ. Phải là modern technique thì động trực cause nó sẽ không có S nữa ha. Ở chỗ này là công nghệ hiện đại, ok, có thể gây ra nhiều vấn đề hơn. Ha, 184. Dạ là 184 là phải rửa cái cây kỹ càng là thoroughly là hoàn hảo, hoàn toàn. Dạ. Rửa kỹ càng, rửa từ trên xuống dưới là rửa khắp cái trái cây vậy đó. Ok, 185. Dạ, 185 là
là khu bảo tồn cô. Đúng rồi, chữ reserve là khu bảo tồn. Ủa vậy lúc đầu đứa nào chọn câu B vậy? Dạ con. Vậy hả? Rồi ta tiếp tục cái phần tiếp theo. Sao cái này nó to quá hả? Rồi con sửa đi. Dạ 186. con, 186 là câu C là sự đa dạng sinh học. Sự đa dạng sinh học là một sự the variety of là gì? Sự đa dạng của những cái loài động thực vật khác nhau. Ok. 187. Dạ 187 là câu A, agency. Agency chỗ này có nghĩa là gì? Dạ cô, agency ở câu này có nghĩa là Một cái tổ chức, tổ chức. à một tổ chức. Còn câu B nó giống như là một cái xã hội này kia ha. Còn câu C Dạ là dạ cô sẽ là như kiểu là một cái sự hợp tác của một cái một cái tập đoàn, đoàn. tập Dạ đoàn colony câu D. dạ colony có nghĩa là một cái thuộc địa, cô kiểu là Thuộc bầy địa, đàn đó cô. ok, thuộc địa ha. Ok, 188. Dạ 188 là stand for, có nghĩa là Là chữ viết tắt được, của, được là chữ viết tắt của sinh à, học vậy thì chỗ này giới. là đại diện cho, tượng trưng cho ha. Dạ 189. 189 là isolate, là bị tách biệt khỏi xã hội, như kiểu là Ừ, cách ly với cô. cách ly, đúng Là rồi, câu B là separate, là cách ly, tắt rồi. Restore câu A là gì? restore là như là tái tạo lại hả cô, hay là hoàn lại, trả lại. Hoàn lại, trả lại, hoặc là nó giống như là không lẽ đưa vô trong cái à, vào trong cái restore, cái nghĩa là nó sẽ là nói sao cho nó dễ ta, hoàn lại trả lại được ha, hoàn tài hoàn tiền lại trả lại cho ai đó, sửa chữa phục hồi ha, sửa chữa phục hồi. 190. Dạ 190 là câu B cô. Cô cái từ vừa này có nghĩa là gì? Route. Dạ rau là cái mùa, Hạn cái hán. sự hạn hán khô cằn. Ở hạn hán khô cằn thì đáp án của nó sẽ là câu B. Sao con chọn câu C được? Ha, vì là vụ mùa mà, đúng không? Nó là Dạ hạn hán. 191. 191 là câu B, dismiss là giảm sự giảm Giảm, vì xuống. câu A là gì? Bum là gì? Bung là cái sự tăng vọt cô, Sự mà tăng kiểu như lên là tăng mình, nhanh đó đúng cô. rồi, baby boom á ha, nó có cái baby boom, nó có nghĩa là bùng nổ dân số á. Câu câu C là mở rộng, câu D là swarm là gì, danh từ nó là đầm lầy, nhưng mà động từ nó có nghĩa là gì? Dạ động từ nó có nghĩa là như kiểu là bị xa lầy, ý là Bị ngập, bị bị ngập, ngập. không có. Rồi kìa, 192. Dạ 192 là cô A không? Câu A có nghĩa là gì? Dạ là sự phản đối không? No. Tôi cảm thấy thật là khó để mà remain neutral. Bây giờ cái từ neutral của con có nghĩa là gì? Dạ neutral có nghĩa là Trung trung gian, trung lập á, trung gian, trung trung lập. lập, trung lập. Có nghĩa là tôi cảm thấy thật là khó để mình vẫn là vẫn vậy. Chữ objective này có nghĩa là gì? Khách quan á. Hiểu không? Vậy cái từ này của câu A này có nghĩa là khách quan, vậy trái nghĩa của nó sẽ là chủ quan là gì? Có biết không? Chủ quan. Không cũng. Subjective á. Để cô viết cái viết này. Chữ này là chủ quan nè. Còn chữ objective là khách quan. Vậy thì mình trung lập là mình khách quan, bởi vì nơi mà anh ta có liên quan, giống như mình có thể mình quen biết anh ta là người thân của mình, nên mình không thể nào chủ quan trong trong khách quan trong cái khi mà mình đánh giá được, hiểu không? Vậy là nó sẽ objective. Rồi, câu 193. Dạ 193 là cô A, cô là meeting một buổi Buổi họp à? buổi họp. Submit. Region là vùng, council là câu C là Council là hội đồng. hội đồng. À, hội đồng. 194. Dạ 194 là câu C cô, C là gì? là như kiểu là nó bị gâu Xóa sổ. dạ đúng không? Câu này chữ này có nghĩa là recession, có nghĩa là gì? Dạ con nào cô? Đây nè, câu 194 của con, cái chữ của gạch chân màu đỏ nè. Dạ recession đó cô. Ừ.
Recession có nghĩa là tự lùi lại, kiểu là tình trạng nó bị suy thoái về kinh Suy tế đúng thoái, đúng không? rồi, tình trạng suy thoái, bị suy thoái. Rồi 195. Dạ, 195 là câu A, là không thể tin được. Không thể tin được, unbelievable, unbelievable, ok. 196. Dạ, 196 là câu C, là phát triển, con Cái trong số bài là. của mình á, cái chữ fork này là thúc đẩy đó. Trong Dạ. bài của mình có nghĩa là thúc đẩy ha, nên sẽ là một nghĩa là develop. 197. Dạ. Dạ, 197 là câu B. Bring about có nghĩa là gây ra. Dạ. Còn cái nếu câu A bữa trước con chọn là gì? Break out có nghĩa là nổ ra mà. Cái gì đã gây ra những cái sự thay đổi? Bring about là gây ra ha. Cause, cái Dạ. chữ bring about nó bằng việc cause. 198. Dạ, 198 là câu C, là 198 cấu. câu B, 198 là câu B, là Thúc thúc đẩy sự đẩy. phát triển, khuyến khích sự phát triển. Còn câu A approaching. Approaching là tiếp cận. Tiếp cận, đến đến, tiến đến, tiến đến gần. 199. Dạ. Dạ, 199 là câu C, A là trận tie, hòa. đúng không? A tie là trận hòa. Và 200 là Dạ, 200 là câu A. conventional là gì? Một Dạ, cái conventional là. sao? Dạ, là theo Một cái theo tiệc nè, tục lệ, theo tục theo lệ, theo theo truyền quy thống. ước. Dạ. Traditional theo truyền thống. Còn câu B là gì? Dạ, customary là hình như là thường ngày, bình thường. Theo thông lệ đúng Dạ. không? Ok, rồi cô cảm ơn con. Theo phong tục, theo thông thường. Rồi ta sẽ sửa tiếp cái phần sửa sai ha. Có bạn nào mà mấy bạn chụp nó bị ngược, cái con chụp làm sao cho cái hình nó thẳng, cho cái này sao có biết đường của cô sửa ta? Giống như dự chụp đẹp nè. Hồng Châu, con chụp lại coi Châu. Chụp nó bị nghiêng rồi. Nhật Quyên đó nè con, cái bài của Nhật Quyên nó mờ quá. Được không? 1 tới 20. Thôi cũng được đi. Hiếu chụp lại nè. Thu Hồng chụp đẹp nè. Rồi câu 1 tới 20, tụi con có thấy mờ quá không vậy? 1 tới 20 là của bạn nào? Dạ, của con. Của Quyên hả? Dạ. Sao nó mờ dữ vậy? Rồi Quyên sửa đi Có chụp con. lại không? Tụi thấy tụi bay Dạ, thấy được câu không? 1 tới Tụi con 20. thấy được không? Thấy được không? Thấy đường được thì cô thấy cũng mờ mờ á. Thôi để mình sửa luôn đi Quyên. 1 tới 20 đi con. Dạ, 1D. Vì Con sửa là impatient. sao? Bỏ ly à? Dạ, tại vì sau becoming cộng tính từ là. Rồi sau become ta cộng tính từ ha. Nên ta dùng là impatient. Câu 2. Dạ, câu 2, câu D bỏ chữ đem à? Vì sao bỏ chữ đem? Dạ, tại vì con thấy nó dư dư sao cô? Không phải là gì vì dư dư, mà vì nó cấu trúc là chu chu nè, thấy không? Too expensive for us, vậy to buy thì chữ đâm ta phải làm sao? Ta phải bỏ, Sao nhớ bỏ? không? Khi mà con đổi từ chu chu thì chữ đâm bỏ, nhưng mà so đát và sất đát thì mình phải thêm chữ đâm vô, nhớ không? Câu Dạ. 3. Dạ, cô ba con chọn câu C. Ví Trở thành wouldn't be. bởi vì Tại nó có vì chữ đằng gì? trước là
Dạ có chị Nam. Ok, nó sẽ làm cái chuyện hỗn hợp đúng không? Vậy thì chỗ này sẽ là good and gì? B. Good and B à? Câu 4. Câu 4 là câu C. Sẽ lại là he has. Nó không còn đảo ngữ, nó không phải là câu hỏi ha. Câu 5. Dạ. Câu 5 là câu B, sửa lại là too much. Vì sao? Dạ tại vì time không đến được. Đúng rồi. Ủa cái chỗ con sữa nó nằm đâu vậy? Dạ con có chụp hai cái ảnh đó cô. Nhức đầu quá. Viết thẳng vô đây thì cô sẽ sửa thẳng vào cái tờ giấy luôn, hiểu không? Dạ. Cô đâu có quẹo qua bên kia được. Ủa giờ bữa giờ tụi con sửa bài các cái môn khác làm sao? Bây giờ có sửa môn khác không cô? Ý là mấy bài mấy môn kia thì con sửa bài sao không có sửa theo kiểu này hả? Dạ là mấy môn kia cô sửa cô ghi ra luôn. Rồi ok hiểu rồi. Rồi câu 6 ta chọn. Dạ câu 6 chọn câu B, sửa lại là to ring. Đúng rồi, vì sao to ring? Advice to verb à? Không phải, bởi Không vì có chỗ tính. này advice là bị động. Nếu mà advice không có túc từ sẽ là verb in, còn có túc từ là bị động, còn có túc từ là to verb, nhưng mà chỗ này là were advice thì sẽ là not to verb ha. Câu 7. Câu 7 là câu B, Sửa con thành sửa lại là pleasure. pleasure. Sửa lại thành Ple. danh từ. Danh từ pleasure cô. Ok, bởi vì sao giới từ. Câu 8. Câu 8 là câu D, sửa lại là isn't he. Đúng rồi, isn't he. Câu 9. Dạ câu D, sửa lại là because. Ok, Em chỉ đọc câu 9 đúng rồi, vì sao nó là now. Câu 10. Câu 10 là câu A. Câu A là written by. Ha. Dạ. 11. Câu 11 là câu C, sửa lại thành make. Vì sao? Dạ make noise chứ không có do noise. Chỗ này con ghi chữ make á hả? Này Not chữ to make, dạ đúng rồi. Trời ơi, chữ make gì kỳ vậy trời. Ok. Not to make any noise, make noise. Ok, 12. 12 là câu D, sửa lại là heo. Ví. Bỏ chữ Y. Ví. Dạ vì danh từ. À, bởi vì sao his là now. Đúng rồi, vì sao his là now. His health. Chỗ này là bỏ chữ y là được ha. 13. 13 là câu B, sửa lại là would have told. Vì nó là điều kiện loại. Ba. Loại 3. 14. Dạ 14 câu A, bỏ chữ ọc. Despite không bao giờ có of, chỉ có in spite of thôi. 15. 15 câu D, bỏ chữ đem. Bởi vì nó là gì? Dạ bởi vì nó là Nó rút gọn ý. không phải, nó đã có chữ hôm rồi. Dạ. Nó có chữ hôm rồi thì mình phải vào chữ đấm. Dạ. 16. 16 là câu C, bỏ chữ because. Hả? Sao lại bỏ được? Dạ 10. Sửa thánh. Dạ. Nè, thấy chữ storm không? Dạ thấy, Sửa. because of. Đúng rồi, because of. 17. Dạ 17 là câu D, sửa lại là Giỏi ha, giỏi will have ha. Tao quýnh cái finished. chết, tao quýnh cái chết. Nè, before. Có will không? Dạ không. Sửa. Before là Hay gì? will go Sau before trong mệnh đề dừng ít thời gian không bao giờ finished. dùng will, không bao giờ dùng will. Thay bằng hiện tại đơn cho cô. Dạ là finish. Down. Thêm Finish. ES. Ok, finishes. Hoặc là has nó before nó vị chỉ là finishes thôi ha. Nó sẽ không bao giờ về nhà trước khi nó xong việc. Xong việc rồi thì nó mới về nhà ha. Rồi 18. Dạ 18 nó vừa lấy thêm S cô Ví. đề. Ví. Dạ vì one of the. Đúng rồi, vì sao one of. Bút đâu rồi trời, cái đầu bút đây. Sau one of, ok, 19. Dạ 19 câu C, bỏ chữ will. Ví, có chữ gì? Dạ đằng trước có chữ chữ when. Vậy thì bỏ chữ will đi. 20. 20 là câu C, sửa lại là everyone. Anybody không có sai. Không có sai. Cái anybody chỗ này có nghĩa là bất cứ ai cũng muốn đọc. Nhưng mà đọc cái gì? Cái Đó, quyển sách đúng hay câu rồi. chuyện. Vậy thì chỗ này là cái chữ sắc đúng không? Sắc nè, thì đằng sau túc từ mình đâu có được bỏ. Thế thì nó sẽ sai chỗ nào? Con hiểu Dạ câu không? D. Đúng rồi, sửa thành gì? Viết She gì? would like to read it. It, chính xác.
ha, vậy chính xác rồi, cảm ơn con. Lại 72. Cái câu câu 21 tới 40 là của bạn nào? Của con đó cô Hồng Châu. Con gửi lên lại chưa? Dạ rồi, con mới gửi lại đó. Ok, đẹp rồi đó. Ghê không? Bữa nay cô ghê không? Rồi bữa giờ học muốn chết á. Rồi, của Hồng Châu. Rồi, vô, thấy chưa? Rất là đẹp. Rồi, 21 ta sửa. Dạ, 21 là con A là sửa lại thành là to know. Vì Vì nó là cái cấu trúc câu cái đi tính từ is cộng to gone. verb. Ok, 22. 22 là câu C, protect con sửa lại thành protecting. Vì Bởi vì devote thì là cộng với to verb in. Đúng rồi, bởi vì là devoted to verb in. Ok. 23. Dạ 23 là câu A, con bỏ mo đi. Vì sao? Tại vì busy là Tính từ. cái tính từ nhưng mà cuối nó là y dài thì Đúng không rồi, nó cần sẽ không đúng mo nữa. Busy phải dùng busy ở. Ha. 24. 24 là câu B, con sửa hay là capture it. Đọc ED với cô. đọc dịch hả? Dạ. Capture the the Dạ. the chỉ đọc ịch khi tên của bằng TD thôi. Chỗ này nó là rút gọn của mệnh đề gì? Lúc mặt mệnh đề quan hệ. Chính xác, 25. Dạ 25 là câu B. Ở bao con sổ hành on. Congratulate on, chính xác, 26. 26 là câu C. Câu C con sổ hành quickly. Và trong câu 26 nó có chữ now that. Now that đó là gì vậy? Cái chữ now that này nè, nó có nghĩa là gì? Con không biết nữa cô. Bây giờ nó bởi vì á, cái chữ now that cho nó là một chữ because á. Bởi vì tôi đã trở nên lớn tuổi nên tôi không thể đọc nhanh như tôi đã từng, hiểu không? Chữ now that trong phần trắc nghiệm hoặc là viết lại câu mình hay gặp lắm á ha. Now that sẽ là bằng because. 27. 27 là câu B, many con sửa thành much. Vì Vì knowledge là danh từ số không đếm nhiều được, cũng không được. không danh từ không đếm được thì nó sẽ không có số nhiều. À, và chỗ này là knowledge là không đếm được nên là dùng must. 28. 28 là C, Vì con có sửa chữ gì? thành tại vì unless là không có phủ định. Sau unless là khẳng định. Ok. 29. 29 là câu C, why con sửa thành which. Chỉ có for which thôi, bởi vì chữ why nó bằng gì? Why là bằng Bằng for which. bằng Why bằng for which. 30. 30 là C, con sửa lại thành will answer. Mình có thể sửa thành will answer hoặc là can answer ha. 31. 31 là D, luggage không có số nhiều đâu. Ví Vì luggage là danh từ không đếm được. không đến được. 32. 32 là C, to cut thành cut đâu. Thể nhờ bảo have vào túc từ vật verb 3. Ok. 33. 33B, con sửa lại thành what happened Ok. verb ed. Không đảo ngữ. 34. 34B, con sửa lại thành has been made. Tại sao con dùng have vở? Bởi vì effort nó vẫn là số nhiều mà. Hiểu không? Và trong cái câu này mình để ý cho cô, mình có là conservation effort. Nó là hai noun đi với nhau. Ha. Rồi 35 mình là mình make effort. 35. 35 đáp con sổ hàng which. Đáp không dùng sau dấu phẩy. 36. 36 con biết làm. Mặc dù thất nghiệp tăng lên, người ta dường như vẫn có xài tiền nhiều hơn, phải sửa thành gì? Nó này này không sai cấu trúc mà sai nghĩa, hiểu không? Nó Thất sai nghiệp nghĩa. tăng lên. Đúng rồi, mặc dù thất nghiệp thì tăng lên nhưng mà người ta vẫn xài tiền nhiều, vậy sửa sai câu nào? Mặc dù thất nghiệp tăng lên Sửa là thành despite, because of despite. despite hoặc là in spite of ha. Rồi 37. 37 là câu B. Đúng rồi, so sánh Mình hơn. ST là so sánh nhất. 38.
38, con chọn câu B, sim, bởi sửa là hành không có S. Vậy khi chủ từ là bắt đầu bằng chữ what hoặc là chữ that thì động từ luôn luôn là số X, đúng không? Vậy thì chỗ này sim có S. Ok, 39. 39 là câu B, con sửa là thành if we talk. 39 không phải câu B. Hằng Ân vô chơi vậy? 39 con sửa thành gì Ân ơi? Dạ. 39 con sửa thành gì? 39 hả? Con chọn con C mà con biết đúng hay không nữa. Câu dê hả? Câu C con. No. 39, 39, 39 thuận, con chọn gì? Con chọn câu B. No. Bây giờ họ hỏi chúng tôi, vậy chỗ này Henry and Jai đúng hay sai? Nó là chủ từ hay tục từ? Châu thấy chưa? Dạ chưa. Bây giờ con hiểu không? Họ hỏi chúng tôi về chỗ này Henry and I á, thì chỗ đó là chủ hay tục? Tục từ. À, thế thì ta sửa thành gì? Henry and and Lee. Ok. À. À, giờ thì ta đã hiểu. Ok. À, 40. 40 là câu B. B thì đúng rồi nhưng mà sửa sai. Hát raise đó con. No. Chữ raise này đâu có dùng chỗ này được. Chữ raise nó chỉ được dùng khi nó có túc từ thôi. Và chỗ này tăng sẽ sửa thành gì? Rise. Sửa thành verb 2 là grows. Ok. Được chưa? Rồi, ok, cảm ơn Châu. Ừ. 41 tới 6 chột. Của đứa nào? Đặt con. Con là đứa nào? Dạ Nhã. Nhã hả? Để con xuất hiện rồi đó hả? Hôm qua ông kia gì ông nghỉ đúng không? Có con gửi lên chưa Nhã? Hình dạ con rồi. Gửi là chữ nào vậy? Trung Hiếu. Cái màu đỏ đỏ đó con. À cái bữa chà bá đúng không? Thấy rồi, cái nhiều ơi nhiều nè, thấy rồi. Con sửa bằng bút xanh tại nãy con hấp bút con. Tội nghiệp quá ha. Ừ. Rồi Nhã. Của con đây đúng không? Dạ đúng rồi. 41 tới 6 chục. Vô. 41 con chọn câu A. 41 con chọn câu A vì except phải bỏ S tại vì chủ từ ocean xuống đường. Đúng rồi, chính xác. 42 con chọn câu B phải là both and. À both and. À, ok, fewer and pain. Fewer là gì? Fever chứ, sorry là fever. Fever, chỗ này là fever. Trời ơi, cái hình của con. Tại vì cô chỉ cho tụi con làm khoảng 20 câu thôi. Thì là vì lúc đó con chụp hình nó sẽ to chữ hơn, hiểu không? Nên là con chỉ nên chụp cái chỗ mà của con làm thôi. Thì cái chữ nó sẽ to giống hồi nãy giờ mấy bạn á. Ha. Cái chỗ này both and. Vậy chỗ này fever là cơn sốt ha. Cái nhiễm bệnh này có thể gây ra cả sốt và đau. Ok. Câu 43. Con không phóng to nó bự bự đâu con. Phóng bằng kiểu gì? Phóng phần trăm hả? Mà tại sao mà mày phải làm cho cái người mà không có biết gì về về gì đấy? Về công nghệ. Ờ, từ từ đi ông thần. Ồ, sao nó đi đâu à? Sao phóng kì? To, nó dấu cộng đi con. Thấy rồi. Thôi đây, cô phóng to, cô biết rồi. Ra chưa? Hết 100 mà. To nữa đi cô, được mà. To nữa thì cái chữ nó sẽ bị mờ. Thôi được chưa? Thôi mờ ảo ảo. Ừ, đẹp rồi. Tại sao mà tụi bay cứ đánh đố bà già này là sao vậy? 43. Bay tự phóng. 43. 43 là chọn câu D. Phải là quá khứ hoàn thành. Chính xác, 44. 44 con chọn câu C, đắc tiệt cộng gấp in. Chính xác, 45. 45 à, 45 con chọn câu C. Ừ. Phải đổi thành mo. No. Bây giờ đây, tôi thích cuộc sống của tôi ở đây bởi vì tôi có một vài người bạn. Vậy chỗ này một vài người bạn có nghĩa là tạm đủ. Hiểu không? Đối với mình một vài người bạn như vậy là đủ rồi, không có cần nhiều. Vậy thì bởi vì tôi có một vài người bạn và chúng tôi gặp nhau thường xuyên, và chỗ này là a few mang nghĩa tốt. Còn few là few friend là có như hầu như không có bạn luôn, lúc đó mình sẽ cô đơn. Thấy không? Đó, nên đáp án của nó là C, nhưng con không có dùng more friends mà dùng a few friends. Rồi, 46.
46 chọn câu D, phải là neither could Bob. Đúng rồi, đảo ngữ neither could Bob 47. 47 chọn câu A, phải là how. No matter how ta sẽ dùng với tính với trạng, còn no matter what là ta cộng với nào ha. Dẫu rằng có khác nhau như thế nào chăng nữa thì những cái loại âm nhạc khác nhau thì có một điều chung, đó là chạm tới trái tim của người nghe ha. Là no matter how 48. 48 con chọn câu B, phải là the less. No, câu B nó không sai. Nè con thấy chữ accident có S không? Thì làm sao con dùng less được? Ê nhìn dễ ẹc à. Ông nhìn vô đây nè. Ông nhìn động từ right cho cô. Vậy thì ông sai chỗ nào? Con thấy right chỗ sai chưa? Động từ thường. Hiếu ơi, câu 48 sửa sao? Dạ, câu 48 cô. Ừ. À, phải là the carefully. Ừ, đúng rồi. Hiếu mừng quá. Ngã làm luôn rồi. Rồi, carefully. Vô, 49. 49, con chọn câu A. Sửa là sao? Phải là bị động. Have been furnished. À, rồi thằng nào sửa thành in đây vậy? Thêm dạ, chữ con ghi... thêm pin vô, bị động, bị phạt. Vì bị phạt hai lần trong tuần này, nó cảm thấy xấu hổ. 50. 50 con chọn câu D, phải là play tennis bỏ đời. Vì sao? Tại vì play cộng cho cái môn thể thao mình chơi giống như là không có đờ. Đúng rồi, chỉ có chơi nhạc cụ mới có đờ. 51. 51 con chọn câu B, tiếp theo tung vớt. Đâu có sai đâu ta. 51 con chọn thành gì vậy? 51. À, vì chỗ này là cộng to verb đúng không? Về to gì? Thật ra là to son hoặc là to be son. Đúng không? Vấn đề này được chứng tỏ là rất là khó để giải quyết. Bởi vì ha. Đúng rồi, con có thể dùng to son hoặc là gì? Hoặc là to. To be son. Ok. Ừ, đúng rồi đó. 52. 52 cho câu C, phải là rising, nuôi lớn. À, raising, bởi vì raise mới có là túc từ ha. Who are raising? Ok. Rồi tiếp đi con. 53 con chọn câu C, phải là keep pace with, đuổi, bắt kịp với bạn cùng lớp. Ok, keep pace with. 54. 54 con chọn câu B, phải là have, tại vì the rich là số nhiều. Đúng rồi, the rich là số nhiều. 55. 55 con chọn câu D, phải là refer verb in to verb in. Refer verb in to verb in, ok. 56. 56 con chọn câu B, bring thêm F. Vì sao vậy? Mình có hai danh từ nối với nhau bằng giới từ, thì khi chia động từ dựa vào danh từ phía trước, đúng không? Là một bức tranh có nhiều hình, có nhiều người lính thì chủ từ nó vẫn là số ít ha. Vậy là bring the mat chính xác. 57. 57 con chọn câu B. Vì chủ từ chính của mình là chữ gì? The duty. The duty. 58. 58 con chọn câu B. Neither nor theo trước hay theo sau? Phải là either. Neither nor không có sai. Nó chia theo chủ từ sau, nên con sửa thành A là đúng rồi. Được chưa? Câu B. 59. 59 con chọn câu B. Number là phải số nhiều. Đúng rồi, the number là số ít, còn a number số nhiều. 60. 60 con chọn câu C, phải là Brighton bỏ S. Bởi vì chỗ này là nó nối với nhau bằng chữ as well as, đúng không? Thì mình theo chủ từ đằng trước. Đằng trước thì ông mới bỏ S được chứ, đúng không? Rồi rồi, cô cảm ơn con ha. Rồi ta tiếp tục từ 61 tới 71 của con nào? 61 tới 71 của đứa con nào? Tôi. Con đâu rồi? Của con. Cái hình nào? Con mới gửi lại cô. À, mới gửi lại hả? Có thấy con đâu? Con gửi lại mà sao đó, con cũng bị lạng vậy? Con cũng ủa, bị nó bị lạng. Đây nè, nhìn nè.
Cô về cái này sao ta? Khoan để cô coi đã coi. Bây giờ làm sao cô quẹo được đây? Hả Hiếu? Có nút quay ngang cô. Cái nút có đi đâu mình đâu? Mình nhìn nghiêng đi cô. Mình nhìn nghiêng cũng được. À con giỏi quá. Ủa cái này là nút gì ta? Nút quẹo ngược lại mà không phải. Cứ làm khó cho nhau không mà Hiếu. Bây giờ cái hình của thằng Hiếu muốn mở không được. Nó là để mình chụp lại thôi. À. Cái này quay ngang nhưng mà nó sẽ không có sửa được qua cái bút. Nó không sửa được qua cái bút. Tại muốn sửa qua cái bút thì nó phải đưa về cái hình. Cô sửa được không chị? Thấy không? Không được, cô phải open with pen mới được. Dạ, để con chụp lại này tấm mới. Ồ à. Set as share. Không được. Rồi hả con? Chơi nguyên gan luôn. Dạ rồi con. À, cô thấy rồi. Rồi, vô. Ủa mà con chụp gì kỳ vậy? À, dạ. Khúc dưới của con, cô thấy à. Ừ, thấy rồi, ok. Dạ, câu 61 con chọn câu A, đổi từ on thành wrong. Ủa là sao? Effect on dạ. Có sai đâu ta? Ủa không phải ảnh hưởng từ là wrong. Phải câu A hả cô? Không phải câu A. À, con sửa là from á hả? Dạ. Không phải from. Đúng là câu A. Nhưng mà giờ con sửa như thế nào? Cái ảnh hưởng của ảnh hưởng off. Của đúng rồi. Của là off. Đúng rồi, chính xác. Ảnh hưởng của thuốc lá. Off. 62. 62 còn chọn câu C. C là đối hình with. Ủa be engaged in đâu có sai đâu đại ca. Ủa in. 62 sửa sao đây Phát ơi? Dạ. 62 con sửa sao? Để vẫn còn là mạnh mẽ hoặc là để vẫn còn là gì đó thì phải là có nghĩa là để cho một cái gia đình nó luôn khăng khít á. Hả? Con sửa thành gì? Đúng rồi, to stay. Để vẫn còn khăng khít với nhau thì các thành viên trong gia đình phải liên quan tới, phải giống như là mình phải quan tâm tới cái cuộc sống của nhau á, hiểu không? Vậy câu này con sẽ sửa lên là to verb ha, to stay. Đúng rồi, to stay. Câu A mà. To stay. Đúng rồi. Ra chưa Hiếu ơi? Dạ ra cô. À, để mà. Để ờ đúng rồi, to stay strong. Câu A. 63. 63 con chọn câu C. Ừ, đổi thành feel. Feel sao? Vì sao? Dùng cho feel còn cách gì nữa không? Dạ. Từ to have mình nguyên mẫu mình đổi ra feel không có chữ bất in. Không. Cái chỗ này là nó có hai trường hợp. Cái bút của đâu rồi? Sau động từ help này nè, mình có thể dùng verb 1 hoặc là gì? To verb. Được chưa? Vậy là thỉnh thoảng nó chỉ mất một vài phút thôi. Tất cả nó cần chỉ cần một vài phút để giúp cho bạn và thành viên trong gia đình cảm thấy mình giống như là mình có liên quan tới nhau hoặc là mình quan tâm tới nhau á. Vậy sau động từ help này có thể túc từ cộng verb 1 hoặc to verb, nhớ chưa? Vậy mình có thể sửa thành là feel hoặc là to feel. Ha. Dạ. Mình sẽ dùng can't help hoặc là couldn't help với cộng verb in. Lúc đó có nghĩa không phải là chữ giúp đỡ mà có nghĩa là không thể nhịn được, không thể nào chịu đựng được. Rồi, 64. 64 con chọn câu
câu D con. Cái việc chơi game cùng với nhau là những cái giây phút gì đó để chia sẻ những bài học về tinh thần thể thao, về tinh thần đồng đội. Câu câu gì? Câu D hả? Câu D là xe buýt. Ủa là sao? Đội hình trừ câu D là off order thành with order con. Đó. Cái này là to share lessons about. Con thấy chỗ này nè, sportsman, teamwork, tất cả những cái này đều là noun đúng không? Dạ. Yeah. Vậy thì mình sẽ sửa nó sai chỗ nào? Now thì and now nữa. Thì nó sẽ là sai câu C. Now nó sẽ là câu C, vì chỗ này không thể là to be được, và sẽ là gì? Being. Ha. Being. Đúng rồi, nó là sharing đó. Chịu đựng lẫn nhau á, being tolerant of other, chịu đựng lẫn nhau, chịu đựng những người khác, nghĩa là mình chơi với người ta mình phải chịu đựng với người ta chứ mình đâu có phải là mình ấy đâu ha. Thay vì chỗ này nó là now, không có now thì mình sẽ dùng verb in. Rồi 65. Dạ. 65 chọn câu D. Câu D hả? Đổi hình. Con để ý nè, đọc cái câu nè. Trong khi chuẩn bị cho lễ cưới của mình thì bạn hãy nhớ trong đầu rằng đó chỉ là bước đầu tiên trong cuộc sống tương lai. Đó. À, gì đó. Vậy thì chỗ này là câu mệnh lệnh. Thì con sai chỗ nào? Nó là câu mệnh lệnh. Câu C hả con? Không. Tiên ơi, câu 65 sai cái gì? Giao Tiên. Keep đúng rồi. Câu 65 thôi cô. Dạ. 65 sai câu B. À, keep in mind. Câu mệnh lệnh hãy nhớ trong đầu rằng. 66. 66 còn chọn câu D. Sửa thành. Get off. À, get on and get off đúng không? Hôn nhân là một cái cuộc hành trình cả đời với nhau. Điều đó không chỉ là một con thuyền mà bạn đi lên cùng nhau và đi xuống, bước xuống khi mà nó không thể nào dùng được nữa, đúng không? Thì chỗ này là get off. 67. Số 7 con chọn câu C. Đổi hình to win. À, it takes. Vì nó là it takes đúng không? Đây nè, yeah. It takes thời gian to verb. Ok. 68. 68 con chọn câu D. Bỏ chữ som. Đọc lại. Đã tới lúc. Câu D con. No. Đã tới lúc chính phủ giúp đỡ những người thất nghiệp tìm thêm công việc. Sửa. Người thất nghiệp. Người thất nghiệp. Thiếu S nè. S cái đầu con á. Đờ cộng tính từ. Employee là gì? Employee cái người thất nghiệp mà. Employee là người làm. Employer là người chủ. Đờ cộng tính từ. Suy nghĩ. The rich, the old, the poor, the young. Vậy chỗ này là sai câu C, đổi thành là đi gì? Đi employee AD con. Anh. Anh employee AD. Dạ. Rồi, người thất nghiệp. 69. 69 nhưng mà chọn câu A. Đổi thành ever. Ờ, hardly ever hoặc là hardly misses. Hai thằng này không đứng một mình. Một là con bỏ, con dùng hardly, hai là con dùng never. Nora yeah. Never misses, Nora hardly misses. Ha, không cần dùng ever cũng được. 70. 70 con chọn câu B. Vì có thiếu S. Cost still S, vì chủ từ của mình là chữ gì? Chủ từ của mình là the washing machine. Đúng rồi, thế là chữ cost still S. 71. 71 con chọn câu A. Due to. À, due to, bởi vì chính sách của nhà nước, của chính quyền nên một vài cái khu vực canh tác. Ok, rồi cảm ơn con. Rồi tiếp tục 72 tới 85 của bạn nào? 12 tới 85 là của cái hình nào ta? Cô nhìn hình nhỏ xíu này cô không biết cái hình nào hết trơn à. Wow, đúng rồi. Hả? Của đứa nào? Của con Hồng. Của con Hồng. Khoan, để làm sao cô nhỏ lại được đây không?
Rồi. Rồi, 72 tới 85 đi Hồng. À, cond, vì sao? Tại vì nó là được gọi là được rút gọn của cái gì? Rút gọn của mình là ok, bị động. 73. 73 a khi Vinh đổi thành chưa? Vĩ. Vinh thì như tu cộng vớt. À, cái chỗ này là advice là một danh từ không đếm được nên mình sẽ không dùng advice nha, chỉ có some good advice thôi. Vậy là sai câu A là used to give. 74. Dạ, 74 B của thằng D, thêm chữ D vô. 74 là câu C. The more chance. Hả? 75. Dạ, 75 A. À, con giật là gì? Will have to, xã hội sẽ phải thay đổi. Have, đúng không? Will have to sẽ phải thay đổi rất là lớn để theo kịp với cái công nghệ có sẵn ha. Vậy thì chỗ này will have to. To đằng sau có rồi. 76. Dạ, 76 chữ A bỏ S. Bởi vì nó là một tính từ nên bỏ S đi. 77. Bởi vì anh ta là một người bơi rất là giỏi nên thằng John cố gắng cứu đứa bé, đúng không? Vậy là being a good swimmer hoặc là because he was a good swimmer ha. Ok, bỏ luôn cụm đó luôn. 78. Dạ, 78 D đổi thành arise. The moment giống như là when á ha, when he arrives. 79. 79 câu C. Vì do language là không có chữ... không phải dựa vào chữ do language đâu. Cái chủ good từ chính way của con là a good way. Thấy không? Yeah. A good way nè, là con dựa vào cái này làm chủ từ này, một cách tốt để cải thiện ngôn ngữ của bạn đó là ha, học cách thực hành nó. 780. Câu 80 a good đã thành good. Vì nó có mấy cái? Nó có mấy cái? Con so sánh ba đứa. Con so sánh ba đứa nên con phải dùng so sánh nhất ha. 81. Câu 81A bị đừng ở thành đi. Bị động ha. Được xây dựng cách đây hàng ngàn năm. Ok. 82. Câu 82 là không có sai. Không có sai, vẫn sai. Bây giờ câu 82 con nhìn kỹ nè, nó có chữ in đằng sau nè, thế nên nó sẽ sai cái gì? Ra chưa? Bà lão, bà không thể nhớ được cái nơi mà bà ấy đã để cái gìn, bà để dặn. Vậy con có in rồi thì con sẽ sai cái gì? Thì que sửa thành gì? Dám nói của tôi không có sai nó mới ghê chứ. Rồi 83. 83 à, ủa con làm tới 85 mà không? Dạ dạ đúng rồi. Sao con đính luôn vậy? Tại cái nút thì lại con bỏ nó lên. Ừ à. Đó là cô B. Bỏ ly. Vì tại sai cộng cho tốc từ, cộng tính từ. Ok, 84. Câu 84 là câu B. Sửa thành. Không phải. Bây giờ câu 84 nè. Educated in the UK, con chỉ được rút gọn khi hai câu có cùng chủ từ. Vậy thì ai được giáo dục ở nước Anh? Cái bằng cấp của anh ta hay là anh ta? Là anh ta. Thế thì con sửa thành gì? Con không thể dùng chủ từ là his qualification được. Con phải thay luôn cái chủ từ của mình luôn. Hiểu không?
Bởi vì con nè, câu đề nó cho chữ educated nè. Vậy thì chắc chắn chủ từ của anh ta là không phải chữ qualification, mà phải là he gì? He is, okay. He is widely recognized in the world professionals. Okay. 85. Ừ. Film directors là đạo diễn phim. Ok, đạo diễn phim. Cô cảm ơn Hồng. Rồi phần cuối 86 tới 100 của ai? Nhà của Dự con. Hình nào của con vậy Dự? Cô thấy cái hình này cô chết liền luôn á Dự. Để cô dòm lại. Cái hình số 3 luôn. Trời ơi, đâu có biết đâu. Nhìn đâu có thấy đường đâu. Dự đâu? Dự đây, cái hình số 3. Hình này hả con? Đúng không? Dạ, có lẽ là vậy luôn. Ờ, hình chữ nhỏ quá đi. Đúng không? Ồ, đúng rồi. 86, vô. Chọn cô 86, con chọn câu A. 86 con đọc lại đi, nó giống một cái câu hồi nãy. Nó giống một câu hồi nãy của thằng Hiếu á. Nó có chữ and nhớ không? Câu của thằng Hiếu hồi nãy mà to be, câu 64 của thằng Hiếu á. Chúng tôi ngưỡng mộ Lucy vì trí thông minh của cô ta, vì cái gì đó rất là vui vẻ, của tính tình vui vẻ của cô ta, và bởi vì cô ta trung thực. Về chỗ này nó sai là câu gì? And? Là câu yeah. Ờ, sửa thành gì? Now. Đây nè, bây giờ con thấy hơ đi có sẵn đây nè. Hơ có sẵn rồi. Vậy chỗ này sẽ sửa thành gì? Danh từ là sự trung thực. Ó. Honest gì? Tì. Honesty. À, vậy thì là her intelligence and honesty. Hoặc là her honesty, nhưng mà chữ her có rồi thì mình không dùng nữa ha. Nó sẽ là now. Nó không phải là một mệnh đề, nó phải là now. 87. 87 con chọn câu A. Thật ra câu 87 câu A là con bỏ cái gì cũng được. Một là con dùng I think, hai là con dùng in my opinion. Kịp không? Đó, muốn dùng cái gì cũng được. 88. 88 con chọn câu A. À, không giống với những cái tác giả cùng thời của cô ta, đúng không? Vậy là writer. 89. 89 con chọn câu A. Câu A mà chữ này không phải chữ phao. Nó phải là chữ thành lập. Nó không phải chữ tìm thấy. Kịp không? Dạ. Vậy thì nó sẽ biến thành chữ gì? Thành lập. Phao gì? Hả? Phao in. Phao điệt. Phao điệt à. Cái chữ phao này nó không phải là verb 3, mà chữ phao này nó là verb 1, có nghĩa là thành lập. Được thành lập vào thế kỷ 12. Chính chục. Chục con chọn câu dê. Sai. Declam không có sai. Even though the extremely bad weather in the mountains. Vậy thì sao even though nó là một mệnh đề? Chỗ này có phải một mệnh đề không? À, vậy là con chọn câu A. Sữa. Sữa là inspire hoặc là inspire hoặc là... Ừ. 91. 91 con chọn câu dê. Sao sữa câu dê ta? Mặc dù các người hút thuốc nhận thức rằng hút thuốc thì rất là có hại cho sức khỏe của họ, họ không thể nào get rid of. Đúng rồi, get rid of it. Chính xác. 92. 92 con chọn câu A. Need to keep mang nghĩa chủ động. 93. 93 con chọn câu C. Cry very hard có nghĩa là khóc rất là nhiều. 94. Con chọn câu B. While, trong khi mà ha, trong khi mà. Ok. À, thằng này rất là giỏi khoa học, trong khi mà thằng em nó thì coi như là vô vọng, có nghĩa là dốt đó. 95. 95 con chọn câu A. Mình sẽ có so many things, hoặc là mình có thể sửa thành là gì? Such a lot of things to do. Được không? Vậy thì so many things, so many nó bằng gì? Such a lot of. 96. 96 con chọn câu B. Nó là đảo ngữ đúng không?
đi ra realize mãi cho tới khi tôi đi đến taxi đến phi trường tôi mới nhận ra rằng tôi đã để passport ở nhà. 97. 97 con chọn câu B. À ở cái dams là gì? Cái đập được dùng để control floating providing water for integration. Nó sai chỗ nào? Nó sai câu B hay nó sai câu C? Hiểu không? Đúng rồi, vì câu C có nghĩa là used to control, are used to control, are used to provide, are used to generate. Hiểu không? Yeah. Nó sẽ là sai câu C. Còn cái kia nó là for irrigation, đâu có sai đâu. Vậy chỗ này sẽ là generate là vận hành hoặc là tạo ra điện á. Tạo ra điện cho cái vùng xung quanh. 98. 98 con chọn câu B. Nó không phải là câu hỏi, nó là một mệnh đề danh từ nên không có đảo ngữ. 99. 99 con chọn câu A. Đúng không? Marriage custom. Nó là câu A, đúng rồi. Là marriage custom. Married ID nó có nghĩa là đã kết hôn thì cái tục lệ hôn nhân thôi, nó là hai nào đi với nhau thôi ha. Những cái tục lệ về hôn nhân. Ok, và 100 là 100 chọn câu B. Ví? Vì nên nó homework là một danh từ không đếm được. Dạ. Nên nó là nên nó là số ít ha, nên là số ít. Rồi cô cảm ơn con. Ta sẽ làm tiếp cái phần mà test 3 nha con. Cái bữa test 2 mình sửa xong rồi đúng không? Mình qua cái test 3. Cái test 3 trong cái cuốn đề cương á. Cô sẽ ghi bạn nào làm câu nào của cái phần test 3. Hôm bữa cô nhờ bạn nào làm đoạn văn của test 3 thì bạn đó chụp hình của đoạn văn lên cho cô đi. Cô sẽ gọi cái phần trên với cái phần khác thôi.
chậm thôi. Nếu mà còn mấy tuổi sau thì nó đỡ rồi.
gọi mình gọi tin nhắn cho nhóm anh này được, cô đều lắm, rồi cô nhắn tin luôn câu nào đứa nào được hồi cũng khỏi cãi cơ, không nhắn thẳng đi Zalo cô mấy câu mấy, tại nhiều khi mình quên, mình gọi xong mình quên, như bữa trước mình gọi xong mình đâu nhớ mình gọi đứa nào đâu, giờ ghi luôn, ví dụ cái mặt này là 20 câu đứa nào ghi luôn tên luôn, phần nào đứa nào ghi luôn khỏi cãi, gọi là giấy trắng mực đen khỏi cãi. Mình sửa tiếp cái test 3 đi lớp mình. Bạn nào làm từ 1 tới 12 đi con. Dạ con cho. Rồi vô, con là đứa nào? Dạ Phương Thanh. Ờ, vô. Dạ câu 1 chọn C, nhấn âm 3 còn lại âm 2. Religious, majestic, ok. Introduce là vần 3, câu 2. Dạ câu 2 là câu D, nhấn âm 2 còn lại âm 1. Supervise, immigrant ha, centralized, ok. Câu 3. Dạ câu 3B. Ba bò đọc là sờ. Sờ dài còn ghi là dở ha. Dạ. Insure 4. Dạ 4A. Đọc dạ, là ơ còn là e bướm. Ok, câu 5. Dạ 5C. 5C vì sao? Có by the time mà đằng sau là comes. Có by the time, đằng sau là comes, thì chỗ này nó sẽ là tương lai hoàn thành. Ok, câu 6. Dạ, câu 6 D. Dịch nghĩa. Dạ, thưa cô là mặc dù cái công ty ABZ đó đã kinh doanh được chỉ vài ba năm, nhưng mà nó thật sự là một cái dự án lớn. Nó, no, nó đã make profit là gì? Nó đã tạo ra lợi nhuận vô cùng lớn. Ha, nó đã kiếm tiền được nhiều á, nó tạo ra lợi nhuận vô cùng lớn, extremely large profit. Vậy thì cái chữ profit này nè, mình sẽ đi với cái động từ là make profit ha. À, tạo ra profit đây này giống là profit nó có nghĩa là gì? Đây có cái sở hữu lý lịch đang còn đầu ra. Cái công ty tự nhiên cái ra sở hữu lý lịch. Cái gì? Lợi nhuận. Profit là lợi nhuận. Được chưa? Câu 7. Dạ câu 7B. Câu 7B không đúng. Câu 7 đáp án của nó là cái gì ha? Mai Hân. Câu 7 con chọn đáp án là gì? À, câu 7 con chọn A. No. Thằng cô Anh, câu D con câu 8, câu 7 con chọn gì? Dạ con chắc là câu C. C hả? À? Bé chữ competence nè. Competence nó bằng với lại chữ là ability, đúng không? Thằng này nó là bằng ability nè. Nhưng mà cái chữ flair này nó cũng là ability, nhưng mà nó là natural ability. Được chưa?
Vậy chắc chắn là không phải là skill rồi. Nếu bạn có một cái khả năng tự nhiên về ngôn ngữ á, thì đừng có lãng phí cái cơ hội để học ở một quốc gia. Đáp án của nó chính là câu D. Đúng không? Tại đó giống như là mình có cái khiếu về ngôn ngữ á. Ha, nó mình có một cái khiếu. Nên là câu 7 sẽ con sẽ chọn là câu D ha. Flair là natural ability hoặc là giống như talent vậy đó. Nó bằng với lại chữ talent, tài năng á. Dạ. Ừ. Rồi câu 8. Dạ, câu 8B. With the help of ha, với sự giúp đỡ của công nghệ. Câu 9. Dạ, 9A. 9A, 9A không đúng. 9A này con không có nói rõ ràng là một cái trường đại học nào, con nói chung chung thôi. Trường đại học là một cái viện giáo dục mà nó cấp bằng cấp và nó tiến hành nghiên cứu. Vậy thì chỗ này không phải là câu A. Câu D không ạ? D là nó là đâu có được. Đáp án của nó là câu B. University, một cái trường đại học chính là một cái viện nghiên cứu. Thấy không? Giống như mình đang giải thích vậy đó, mình đang định nghĩa vậy đó. Mình đang định nghĩa vậy đó. Ha. Một trường đại học chính là một cái viện giáo dục mà cái gì đó. Câu 10. Dạ, câu 10A. Vì sao con chọn câu A? Dạ, cái từ đó quen. Thật ra cái câu 10 á, nó có một cái cụm từ, cái chữ condition thì không bao giờ có S luôn, không có ở luôn, nó chỉ có in good condition. Thì trái nghĩa của nó là in poor condition ha. Bạn cần phải, you must be worried while buying. Có nghĩa là chỗ này là chữ này, chữ là chữ gì? Yeah. Bạn cần phải cẩn trọng. Mình cẩn trọng chứ mình cẩn thận á. Khi mình mua một cái xe hơi đã được sử dụng rồi, phải đảm bảo rằng cái máy nó vẫn còn tốt. Hiểu không? Mà cái máy nó vẫn còn tốt. Vậy cái cụm nó là một cái cụm fix trong từ điển luôn á. In good condition, in poor condition. Không có S, không có ở ha. Rồi 11. Dạ, 11C. Câu này là nó đang đi thì ai đó, đúng không? Ai đó, ai đang, một người đang chạy xe máy chụp lấy cái túi, giật cái túi của cô ta. Ok, 11C, cảm ơn con. Dạ. Rồi ta tiếp tục câu 12. Cái hình nào đây? Hình của con hả Khuyên? Khuyên làm câu mấy ta? Dạ câu 12. Con là hai cái hình này, sao con không có cho vô được một chỗ thôi, sao mà con phải cho vô hai chỗ vậy hả? Như một chỗ được á con. À, mệt quá. À. Đang lên à, mà chụp gì mà đưa lên cả hình toán thì con ta vậy? Hả? Cho đâu ta... có đâu con. Ê, nhìn. Thấy không? Thấy toán không? Cái đó nhát. Thấy ghét. Trời ơi, cái giọng cười kìa. Rồi vô 12. Dạ câu 12 dê. Dê, dê vì sao dê? Câu này nó hơi khó à nha. Cho nghĩa con, nanny tại... là gì? Rồi à, nanny là cái người giữ trẻ đúng không cô? Nó là bà vú. Mà nhưng mà thật ra cái nanny này nó khác với lại người giữ trẻ. Có là bà vú thì thường thường mình giữ trẻ tại nhà. Vậy tại sao con không chọn câu B mà con chọn câu D? Tại vì con biết nghĩa có câu D à. Bà nội ơi, chị không nổi luôn á. Câu A nó có nghĩa là gì? Hả? Không biết à, dạ không biết. Tuyết Nhi, cho cô nghĩa. Nhi ngủ rồi ta. Dạ. Câu A dạ. Là gì? Câu 12 hả cô? Dạ. Dạ con không biết. Trời đất ơi. Ủa con là cái người chuyên môn tra từ mà giờ con không biết ha. Đã ha. Trời cái tụi bay ngộ ghê ha. Con cũng hoành câu D giống như bạn á. À tại vì con biết không có câu D đúng không? Con biết câu B nữa cô. Câu B là gì? Restrict là kiểu như làm ngăn chặn lại kiểu... Mình hay có cái cụm từ là restricted area, là khu vực giới hạn á. Dạ. Tức là mình not allowed to go in ha. Tức là cái chỗ đó mình bị cấm. Còn limited của mình á, nó có nghĩa là not very great, not enough, không có đủ được cái, không có đủ kinh nghiệm, không có nhiều kinh nghiệm. Còn câu A nó có nghĩa là mô tả chi tiết hoặc là mô phỏng ha. Yeah. Câu C có nghĩa là bị giới hạn luôn. Thì đáp án của câu 12 sẽ là câu D, limited. Tức là not very great, không nhiều, cái kinh nghiệm không có nhiều. Câu 13. Câu 13 Khuyên ơi. Dạ câu B.
Bây giờ chữ West Arm dạ, này có nghĩa là gì? Dạ có nghĩa cái arm là có nghĩa là cánh tay. Hay quá. Ờ còn West Arm là gì? Đi gì đó tập tạ hả? Sức nặng hả cô? West Arms đó là cần cẩu. À, cần cẩu. Đâu trời ơi, ừ. Câu 13 chọn câu bò, vì sao? Dạ, tại vì con nghĩ là nó chỉ có thể là dịch nghĩa, dịch cái câu thì có lẽ thì nó nghe nó hợp lý hơn. Có lẽ đã sử dụng. Có nghĩa là người ta dùng những cái thẳng đá rất là to mà làm sao người ta đưa lên được, người ta dùng những cái cần cẩu. Không hoàn là cái hồi nãy cô nói là cái gì? Cô nói cô gọi là gì? Cô không hẳn là nó là hồi xưa mình không hẳn là cái cần cẩu, nó là cái gì mà nó giống như con dùng cái bập bênh ấy, nó gọi là gì đó? Cái đòn bẩy. Đòn bẩy, đúng rồi. Nó đưa những cái tảng đá lên, cái đòn bẩy. Ok. Vậy 13 sẽ là câu bò, 14. Trời ơi tôi quýnh cái chết luôn nha. Đu du ha. Chịu không nổi luôn á bà Tám. Đây. Đó phải con làm không? Ủa cái tờ của con mà, con chụp của cô hay là con chôn của đứa nào con chụp cho vậy? Có của con á cô. Cái này cô đúng rồi con. Nè. Thấy chưa? Trời đất cơ. Đáp án của chốt lại là 14 là gì? À. Dạ, câu A hiện tại hoàn thành có never rồi nên chọn câu A. Câu 15. Câu D. Tầm 7. Câu 15 là câu gì? À, Minh Bảo. Bảo đâu? Dạ cô, con chọn câu D. Ồ, cái gì vậy? Stimulate có nghĩa là gì? Activate có nghĩa là gì? Câu A, activate à, là gì? Kích hoạt. Kích hoạt, làm cho hoạt động. Apply có nghĩa là gì? Dạ cô là tinh vị. No. Apply ở đây có nghĩa là áp dụng. Ứng dụng, áp dụng vô. Câu C, stimulate có nghĩa là gì? Kích thích hay là? Kích thích, khuyến khích, attend, tham dự. Làm sao mà giáo viên phải tham dự lớp học những cái insight. Insight là gì? Những cái giống như là những cái kiến thức, những cái người ta đã lĩnh hội được á. Vậy đáp án của câu 15 nó là câu bò. Khuyên ơi con làm đại, con lụi không vậy Khuyên? Đáp án câu 15 là câu bò, giáo viên không phải. Hả? Dạ không, cô tiếp. Ờ, à, cô tiếp cho không. Cô làm hơi bị tâm huyết. À, tâm huyết quá ha, tâm huyết mà sai từ trên sai xuống dưới rồi nè. Rồi đáp án của 15 là câu bò, áp dụng những cái kiến thức mà họ đã giành được trong những khóa học về giáo dục. Câu 16. Câu C. Trong câu 16 có những cái từ mới. Một từ, hai từ, ba từ. Atom là gì? Atom là nguyên tử. Nguyên tử, substance. Dạ thưa cô là chỉ một vài cái nguyên tử của cái chất này. Chất này, cái chất á, em mấy người học hóa nha. Can be isolated. Anh đâu dạy tiếng Anh đâu cô. Thì con học hóa con suy ra đi. Được cô dạy là con lại dạy lại cho cô anh đi. Isolated có nghĩa là tách ra. Được chưa? Trong hóa học có nghĩa là tách ra. Đáp án của câu 16 là câu cờ. It is cộng tính từ cộng to verb. Rồi thật là khó để nghiên cứu cái nguyên tố hoặc là nguyên tố 104 bởi vì chỉ vài một vài cái nguyên tử của cái chất này ha. Câu 17. Câu C. Xoa nữa. Câu 17 mình có cái giới từ of đằng sau nè. Những cái resident có nghĩa là gì? Dạ là mấy cái mà ai đi ngủ? When to bed nè, người ta hả? Hay là vật hay gì? Listenly. Tôi chọn người dân
dân cư đi ngủ đêm hôm đó một cách rất là hạnh phúc sung sướng mà không hề biết về cơn bão sắp đến. The storm to come nè, mình dùng to verb nè. Thấy chưa? Nó có cái cụm hơi là to come chứ không phải coming nha. The year to come, cái năm sắp tới. Đáp án của câu 17 là câu mấy nè? Đáp án của nó là câu D, ignorance of, là tính từ ha. Câu 18 sai nữa. Con sợ quá à. Con sợ quá à. Học toán với học hóa không ạ? Đáp án của câu 18 là câu gì? Tiết Nhi, câu 18. Dạ cô. Ủa? 18, chắc 18A á cô ơi. A có nghĩa là gì? Là đứng lên chống lại. Kháng cự hoặc là chống lại. Câu A có nghĩa là kháng cự hoặc là chống lại. Câu B có nghĩa là? Dạ chắc là lùi lại. Lùi lại, đúng rồi. Stand out from là? Nổi bật hả cô? Nổi bật, chính xác. Be easily seen hoặc là be easy noticed là nổi bật, chính xác. Còn stand in for là hôm bữa mình nói trong đề 1 hay đề 2 rồi đó. Là dạ, stand in for là thay ca hả cô? Thay ca, thay chỗ cho. Take somebody's place. Take somebody's place. Đáp án của nó là câu A. Thằng bé nhỏ quả là can đảm khi nó dám kháng cự lại, chống cự lại những cái nặng, những người gì đấy? Những đứa gì? Bullies là gì? Trong đoạn văn cũng hay gặp lắm á. Những kẻ gì? Con biết không Khuyên? Bắt nạt á. Những đứa hay bắt nạt á. Hả? Câu 19. Dạ, cô. Sao nó nhỏ vậy? Sợ quá hả? Dạ, cô. Tại sao câu C nó sai? Câu C muốn, muốn đúng thì sẽ là S. Dạ, result of ha. Vậy thì bởi vì những cái khả năng về học vấn và về cái hội họa hoặc cái gì đó của anh ta ha. 20. Civilization là gì? Dạ là cái nền văn minh. Ủa tự nhiên cái một cái xã hội được giáo dục cao là sao? Nền văn minh mà sao giáo dục cao? Ý là họ văn minh thì họ học nhiều. Bây giờ con đang nói về xã hội mà Western hay là community? Một cái cộng đồng hay là một xã hội? Bây giờ hả? Dạ vậy là phải là cái xã hội. Nhưng mà chỗ này nó phải là một xã hội phát triển. Tại vì con gọi là cái nền văn minh thì tức là nó phát triển á. Về đường xá, về giao thông, về các thứ luôn á. Đương nhiên có cả giáo dục mà nó chỉ là một phần nhỏ trong đó thôi. Kinh tế nữa anh chị. Đáp án của nó là câu A. Rồi 21 con chọn gì? Con chọn câu D. Rồi sai nữa. New custom standards and technology are being introduced. Những cái tục lệ mới, những tiêu chuẩn mới và công nghệ mới đang được giới thiệu ở hầu hết mọi cái xã hội. Kết quả là những xã hội này đang trải qua những thay đổi rất là nhanh. Undergone là trải qua. Vậy chữ nào là trải qua? Câu C hả cô? Đúng rồi, câu C. Experiencing. Rồi ta sửa lại câu 21C cho cô ha. Khuyên làm bài lại cho đàng hoàng nghe. Dạ. Rồi ta qua tiếp nè. 22 tới 25 của bạn nào? Cô hỏi 22 tới 25 của ai? Của con cô ơi. Con gửi lên chưa? À, con gửi rồi đó. Chỗ nào ta? Cái hình nào ta? Hả? Gửi đâu? Có mà. Đâu? Nhìn nè, nhìn trên Zalo cô đang coi nè. Ba đoạn văn đủ rồi nè. Bảo Khuyên rồi nè. 43 rồi nè. Con nè. Đấy con hả? Đó, cái xanh lè đây hả? Không, cô. Mà sao tới 24 mà?
Còn 25 đi đâu à? Hả? À, tới 25 rồi hả? Cô bỏ ra đi, cô bỏ ra kéo xuống là thấy cô. À, ủa mà để cô lưu suốt chưa? Chưa, xanh lè chưa? Đây đúng không? Ừ. Cô ơi, cô tải luôn cái trạng văn con số nãy con gửi lộn. Từ từ đi, xong đã. Từ 22 tới 25, ok, vô. 22 tới 25, chờ cô tí xíu rồi cô sửa sau. 22. Câu 22 con chọn câu B. À, câu 22, cái chữ in đậm là chữ in đậm và gạch ngang, à, gạch chân là chữ gì? Ờ, có nghĩa là thỏa thuận đồng ý. Hiệp định hoặc hiệp ước. Ha, cái chữ này có nghĩa là hiệp định hoặc hiệp ước. Vậy đáp án của nó là câu bờ, có nghĩa là trái nghĩa phải không? Đúng rồi cô, khác biệt. Trái nghĩa hoặc là khác biệt, có nghĩa là sự khác đồng, sự bất đồng, sự khác nhau, sự bất đồng ý kiến. Còn câu A là gì? Disorder là gì? Nó là lộn xộn. Lộn xộn, hỗn loạn, đúng rồi. Harmony. Đây là hòa hợp. Ok, 23. Indifferent đi với giới từ to. Ha. Cộng giới từ to. Trong đó nó có chữ to rồi đó mà cô bạn chụp cô không có thấy được. Indifferent to có nghĩa là gì? Tức là không có hứng thú đam mê. À, bàng quan, vô tâm, không để ý tới ha. Vậy đáp án của nó là câu D đúng không? Vậy câu A có nghĩa là gì? Câu A cũng đồng nghĩa cô là không có lãnh đạo. Câu A là lãnh đạo, không quan tâm. Câu B hồi nãy mình mới nói câu bên kia đó, ignorance of á, là không biết về, không biết đến ha. Vậy 23 sẽ là câu D, quan tâm đến, lo lắng về cái gì đó. 24. 24 là câu C. Điều đó rất là ngạc nhiên, chính xác. Câu này không có gì để cãi cả. Câu 25. Câu 25 câu D. Bạn nghĩ gì về cái dù này? Ok, cảm ơn con. 26, cái đoạn văn. Cô ơi, con chụp thiếu đề, cô để con chụp lại. Con chụp cái gì? Của cái nào nào? Không cần đoạn văn đâu, con chỉ chụp cái chỗ mà những cái câu mà có ABCD là được, hiểu không? Thì các bạn có cái đoạn văn trước mặt mà. Thì đủ chưa? Dạ rồi cô. Không còn đấy đâu. Bây giờ mình sửa từ 26 tới câu 30. 26 là câu bò infectious, có nghĩa là gì? Câu 26 là của bạn nào? Bị nhiễm bệnh. Ok, bị nhiễm bệnh. 27 là câu A significantly là gì? Là đáng kể. Đáng kể, đúng rồi. Tránh đường, tránh chất béo, tránh tránh muối để giảm đáng kể ha. À, cái nguy cơ bị béo phì, bị bệnh tiểu đường. Trong này có rất nhiều căn bệnh nha. Bệnh béo phì, tiểu đường, bệnh tim. Bị stroke là bị gì? Đột quỵ. À, rồi tiểu đường và một số loại ung thư nào đó. Ok, 28 là chữ with. Contact with, đúng không? Ok, liên lạc với. 29 là con chọn gì vậy? 29. Ủa sao nó đi đâu mất? Không biết cô chọn đại setting. Hả? Setting có nghĩa là gì con biết không? Dạ không, con set, setting ở đây nó có nghĩa là places ha. Trong đề của mình, trong từ điển của mình, cái chữ setting này nó có nghĩa là places, những cái nơi á. Dạ. Những cái nơi. Vậy những cái nơi giống như những cái nơi mà giao tiếp xã hội đông đúc á, như là nhà hàng và quán cà phê, phải không? À, setting nó không phải là khoảng cách, nó không phải là tình huống hoàn cảnh, nó không phải là quang scene là giống như là cái scene là gì nhỉ? Đáp án của nó là câu D là chính xác á, setting là places ha. Câu 30. Top hả? Bạn không thể nói. No, 30 không phải câu bò. 30 là câu gì? À, Ngọc Linh. Ngọc Linh ơi, inform là báo tin rồi. Ngọc Linh, câu 30 dạ. Con chọn gì? Con chọn inform. Inform là báo tin, tự nhiên con đi báo tin. À, nhiều người đến và đi, và bạn không thể nói rằng là cái tay của mình có được rửa một cách đủ thường xuyên chưa, và những cái bề mặt có được lau chọn chưa.
được chưa? Vậy đáp án của nó là you cannot tell ha, bạn không thể nói ha, you cannot tell. À, đáp án của câu 30 là câu C ha. Rồi trong câu đoạn văn từ 26 tới 30 tụi con có thắc mắc gì không? Nó cũng dễ mà đúng không? Bây giờ con nhìn vô hồi nãy Hồng Châu hỏi cô câu 63 của cái phần sửa sai đúng không Hồng Châu? Dạ 700 rồi. 63 nè, khoan. Sometimes on it takes is a few minutes. Chỗ này con hỏi là gì? Đã có on còn có it đó hả? Dạ không, con hỏi là có tác rồi sao còn có in nữa. Đúng rồi, thỉnh thoảng tất cả những gì nó cần đó là. Vậy chủ từ của con là on it takes, nó là một mệnh đề mà. Dạ. Thì nó chỉ là một vài phút để giúp đỡ, hiểu không? Vậy thì on I can do nè, tất cả những gì tôi có thể làm, on I can do is, hiểu không? Đó, tất cả những gì tôi có thể làm là gọi điện cho bạn, hiểu không? Đó, thì dạ, vẫn, hiểu không? Ok, nó vẫn là chữ is bình thường nha. Ừ. Rồi ta qua tiếp từ câu 31 tới câu 35. 31 tới 35 là cái này đúng không? Ồ, 31 tới 35 của Mai Hân hả con? Dạ, yeah, đúng rồi cô. À, 31 đáp án của con là câu C. Tác giả của đoạn văn này cố gắng giải thích là how civilization developed. À, cái civilization hồi nãy mình nói là gì? Dạ, yeah, câu C. Cô biết rồi, nó có nghĩa là gì trong bài này? Cái nền văn minh đã phát triển như thế nào? Civilization là... Dạ, là văn minh. Ừ, trong cái lịch sử của nhân loại. Ok, 32 con chọn câu. Theo đoạn văn đầu tiên, cái sự tăng lên về dạ, dân số. Trong này mình có chữ increase đi với in à? Ha, đi với in. Population, câu dê. Là không thể, không thể nào nếu không có sự phát triển về nông nghiệp. Vì sao vậy? Dạ, ở bên đây con thấy là nó có ghi là đoạn một. Cái câu đầu là one of the major factors involved was the increase in the population. The... Bây giờ không hẳn, bây giờ con nhìn vô nè, cuối đoạn, cái đoạn, cái hàng thứ tư, cái hàng thứ tư trang 73 đó, đúng không? Permitted culture in special areas such as the floodplain gì đó make possible the support of black population. Vậy có nghĩa là gì? Nó phải phát triển về nông nghiệp thì dân số nó mới được, giống như mình phải có được đủ cái ăn và cái mặc á, hiểu không? Yeah. Tức là thì mình nói là nó sẽ không thể nào phát triển dân số nếu không có phát triển về nông nghiệp, đúng không? À, tức là mình phải tăng gia sản xuất hoặc là mình tăng năng suất hay sao đó ha. Thì đáp án của câu 32 là câu D là chính xác. Câu 33, cái gì not true? Theo đoạn văn câu B. Phải câu B không? Có nghĩa là gì? Thời đại gì? Dạ, thời đại công nghiệp bắt đầu ở Trung Đông. Trung Đông. Và vậy thì thời đại công nghiệp bắt đầu ở đâu? Dạ, ở đây nó chỉ nói là dạ cái... năm cái câu cuối cùng là nó chỉ nói là vào năm Trung Đông là ở đâu? Vậy vì nó sai đúng không? Vậy thì cái hàng nào con dạ. sẽ biết rằng nó là cái câu nó sai. Dạ, cái câu cuối của cái bài của cái đoạn văn đó luôn con. Câu cuối cùng. Của đoạn 1 hả? Hay dạ là không, của đoạn đoạn 3. Ừ. Dạ. Là cái câu cuối cùng nó ghi là nó chỉ ghi là vào những thập vào những năm 1700 là thời kỳ công nghiệp mới bắt đầu thôi. Chứ nó không nói ở đâu. Nó bắt đầu đâu. Ok, dạ. Vậy thì chỗ này nó chỉ nói bắt đầu thôi. Nó không nói rõ ở đâu đúng không? Dạ. À, từ Trung Đông tới Hy Lạp và Rome và sau đó tới châu Âu đúng không? Ok. Vậy chỗ này nó sẽ không nói rõ ra là ở Trung Đông. Nên câu 33 sẽ là câu bò. Ok, câu 33. Rồi, câu 34 con chọn. Dạ, con chọn câu B. Which ở đoạn số 2. This was the bronze
S, đúng không? Đúng rồi, chính. Đây chính là cái thời đại đây gì? Thời đại đồ gì? Đồ đồng. Đồ đồng, ok. During which, trong suốt thời đại đó thì nó sẽ là Bronze Age. 35 là câu. Dạ, 35 câu A. Ờ, cái gì đó nó không được bao gồm trong cái cụm từ này. Not included. The old world, thế giới cũ hả? Dạ, thế giới cũ. Thế giới cũ nằm ở đâu? Thế giới cũ. In the old world. In the old world. Dạ, nó nằm ở đoạn thứ 2, đoạn thứ 3. At the part of the old world, first in Egypt, gì đó, đúng không? Là nó sẽ không có cái American. Nó có Asian country, đúng không? Bởi vì nó có Trung Quốc, nó có Ấn Độ, sau tới châu Âu, tới châu Phi. Mà nó không có châu Mỹ, đúng không? Đúng rồi, nó là đoạn 2, chính xác. Vậy thì 35 sẽ là câu A ha. Rồi, cảm ơn con. Rồi 36 tới 42. À sao 42 là cái nào Hạnh? Bên đây hả? Đúng không? Cái hình này đúng không? 36 tới 42 là con, nãy con gửi nhầm vô, nhầm đoạn vô cô. Con này, mới gửi lên lại. Cái này 36 này của đứa nào đây? Hình này vẽ của con không? Dạ của con. Này 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 có phải cô đưa mở lên đúng chưa? Dạ không không, cái này là con gửi lộn của Tết trước cô. À, bây giờ cô mở Zalo ra cô lấy lại. Dạ. Quần hoa hả? Dạ đúng rồi cô. Đây đúng không? Dạ. Thế là cái kế bên nó còn dính miếng nữa cô. Thấy à? Cái hình cuối cùng. Dạ. Ừ. Này đúng không? Dạ đúng. Hai hình. Dạ. Cái này. Đúng không? Rồi, dạ, đúng rồi cô. Chữ sâu quắc này của con đúng rồi đó. Bãi bỏ chuyến hành trình đúng không? Cái chỗ này con dịch là gì vậy? Chữ gì vậy? Dạ. Đây nè. Vessel nè. Con đang nói chữ gì đây vậy? Chữ con đây... bây giờ con dịch là chai rỗng mà. Con mới tra lại nó là tàu. Ừ nó là cái thuyền mà. Cái tàu bự dạ. Mà. Trời đất đâu ra chai cho đó. 36 đáp án của con là cấu. Dạ câu C. Đoạn văn này chủ yếu nói về. Từ này có nghĩa là gì vậy? Oceanography là đại dương học. Đại dương học, ok, vào thế kỷ 19. Ok, 36C, 37 là câu. Theo đoạn văn, cái gì đã dẫn tới những cái tiến bộ về nghiên cứu ở đại dương? Câu A là những cái hứng thú, những cái việc tiến hành những cái nghiên cứu về đại dương trên. Con tìm ra, giới. Con tìm mà được đáp án của 37 ở hàng số mấy? Dạ, đoạn mấy là đoạn nào hai dòng đầu cô, hai dòng đầu đoạn một. À tức là đại dương học đã được lợi rất nhiều từ cái new design đúng không? Nghe đúng. Ok, new design in conducting ocean research. À ok, về chỗ này mình sẽ có cái từ đồng nghĩa là global và chữ gì worldwide đúng không? Ừ. Vậy thì câu này đáp án của nó là câu 37, chính xác. Vậy thì khi mà tụi con làm đoạn văn thì ít nhất là tụi con phải tìm cho cô được cái câu nào trong đoạn văn là nó nói về cái đáp án của mình ha. Mình phải chỉ ra liền câu 38. Dạ, câu 38B. À, theo đoạn văn thì Edward cái này đã held which of the following. À, ông đã có ý kiến gì? Không có một cái... Không có gì có thể sống sót dưới biển, dưới độ sâu đúng không? Dạ đúng. Đáp án chỗ đó là từ đâu ra vậy? Dạ, nó là hai dòng cuối cùng của trang 74. Ừ. Argue that no life existed. Ok. Vậy chỗ này nó sẽ là câu của 38, chính xác. Ừ. No life, đúng không? Tức là không có gì có thể tồn tại, sống sót được dưới cái độ sâu đó. Câu 39 là con chọn develop, đúng không? Dạ, dạ đúng. Device này nó bằng với chữ develop, in. Phát triển, dạ. Đúng không? Device, ok. Câu 40 bên đây hả? Dạ. Ừ, 40 con chọn chữ đây là bằng Câu D, current.
Inference có nghĩa là gì? Nó là những dòng hải lưu. Vậy thì nếu mà mình muốn chỗ này thì mình sẽ phải nhìn vào cái câu đằng trước. Producing ocean currents như là, đúng không? Đó, đúng. Như là Gulf Stream gì đó. Argue that day nó bằng chữ current, chính xác. Câu 41, theo đoạn văn cái gì thì đúng về ông này? Câu 41. 41 C. Đúng rồi, C. Sao tìm có tìm ra được cái câu C vậy? Dạ, câu C nó nằm ở những nghiên cứu của ông về dòng thứ ba, dòng thứ tư của đoạn cuối cùng. Dòng thứ tư từ trên xuống, đúng không? Dạ. He also studied global wind patterns and was able to provide, okay? Ông ta, những cái nghiên cứu của ông về những cái mẫu, những cái loại hình gió đã làm giúp cho những người thủy thủ làm gắn lại cái thời gian người ta di chuyển, đúng không? Và and was able to provide sailors gì đó ha. Đúng rồi. Đáp án của nó là câu 41. Vậy thì khi tụi con làm đoạn văn á, mai mốt đi thi cũng vậy, tụi con phải ghi cái số câu của mình lên trên cái đoạn văn để khi mình dò lại nó sẽ dễ dò hơn ha. Câu 42. 42B. What did the voyage, những cái chuyến đi của hai người này có cái gì chung? Dạ, có cái điểm chung là cả hai cái này đều bị phủ nhận phía trước bởi mấy cái nhà khoa học. Disproved, previous accepted. Cả hai cái chuyến đi này đều phủ nhận những cái niềm tin về khoa học đã được chấp nhận trước đó. Sao con biết chỗ đó được? Dạ, chỗ đó là cái đầu tiên bị phủ not nhận trước là hàng gần cuối cũng có disproved đúng không? Dạ đúng. Cái đầu tiên đâu? Dạ, cái đầu tiên là nó là ngay cái dòng của cái ông cái đoạn hai dòng cuối luôn đó con. Hai dòng cuối trang 74. Còn cái cuộc đi thứ hai là vậy thì nó sẽ là đầu trang 75 chứ. Dạ đúng rồi. Disprove nè. Ui. Đúng không? Disprove by the voyage of cái gì đó đúng không? Vậy cái này cũng disprove và cái kia cũng disprove luôn. Ok, vậy thì đáp án của câu 42 là câu bò. Rồi, cô cảm ơn. Rồi ta qua 43. 43 tới 46 phần sửa sai là cái này đúng không? Ok. Ai làm câu 43 tới 46? Dạ con, cô. Con là đứa nào? Cô nghe phone con có biết đứa nào đâu. Cô hết biết rồi. No, con là Trúc. Trúc. Thành Hồ, Thanh Trúc hả? Ok cô. Chưa, để cô nhỏ nhỏ lại xíu coi. Rồi, 43. Dạ, 43 về. Sửa, ủa sao con không ghi cách sửa gì cả gái? Con sửa thành gì? Who have affected, have been affected. Tức là giờ con đưa về mệnh đề quan hệ đầy đủ hả? Rồi sao con không đưa về rút gọn đi? Sao con không đưa về rút gọn đi? Dạ, ok cô. Đưa rút gọn thành gì? Affected. Tại sao con không sai câu C? Thì chắc chắn sẽ có bạn chọn là sau phiêu cộng tính từ đúng không? Đúng không? Dạ đúng. Vậy tại sao con không chọn câu C? Tại câu D nó sai hơn, con không biết. Cô có chịu nổi không? Sai hơn tức là thằng kia sai vừa vừa hả? Em sẽ có, nghe nè. Mình sẽ có feel sympathy đi với chữ gì, giới từ sau đây là chữ gì? Cái book của đâu rồi? For. Ha. Feel sympathy for. Còn nếu con muốn dùng là feel sympathetic. Cô viết cái gì trời? Tactic. Nó sẽ đi với cái giới từ là to hoặc là towards. Hiểu không? Đó. Cảm thấy mình cảm thông với ai là feel sympathetic to hoặc là feel sympathetic towards. Nhưng mình sẽ có cụm từ đồng nghĩa của nó là feel sympathy for. Chưa? Nên câu C nó không sai. Nó sai là sai câu D. Rút gọn mình đề quan hệ bị động. Rồi câu 44. Dạ 44A nữa hình deficiency. CE. Nó, danh từ cũng nó phải CE.
Nó là noun đúng rồi, mà nó không phải CE. Nó không phải sing. Đúng rồi, C. Okay. Tức là gì? Sự thiếu hụt. Sự thiếu hụt, ok, acid folic. Đúng rồi. 45. Dạ, 45C. 45 không phải sai câu C. Nó đâu phải câu C. Chỗ này con biết vì sao không? Bây giờ nè, cái 75% đúng không? Cái book đâu rồi? Trời ơi, cái book nó chạy đi đâu rồi? Cô có biết cái book nằm đâu? Đây. Cái phần trăm và phân số cô nói rồi nha, nó sẽ dựa vào cái danh từ crop rồi nè. Thấy không? Thì nó là số ít chứ nó không có sai. Hiểu không? Vậy đáp án của câu 45 của con là câu B. Tomato này nó không có ES. Nó là hai danh từ thôi. Vụ mùa nó về gì? Tomato là gì? Cà chua. Ừ. Vậy là tomato crop thôi, không có thêm S được. Ha. Dạ. 46. Là 46C. À, khi anh ta hỏi tôi là tôi muốn chọn cái nào, tôi nói tôi không phiền, tức là cái nào cũng được. Đáp án của 46 sẽ là câu C. Rồi, cảm ơn Trúc. Phần dạ. Phần cuối là của đứa nào? Ủa, cô viết lại câu của bạn nào gửi lên cho cô chưa vậy? Hả con? Ai sẽ làm cái phần cuối cùng vậy? Sao im re vậy ta? Từ 47 tới 50 của ai? Cô hỏi câu 47 tới 50 của đứa nào? Chán ghê không? Giờ cô phải đi coi lại tin nhắn hả? Đi đòi nợ nè. 43 tới 46 Trúc. 47 tới 50 Uyên đâu? Uyên đâu ta? Dạ. Sao, dạ con. Sao con đưa bài con lên? Dạ. 47 tới 50 là của con. Cô nhắn trong tin nhắn dạ, mà. Ừ. Đừng nói ra gần nãy giờ ngủ nha. Dạ không có. Ờ. Ai biết được. Rồi chưa? Rồi, thấy rồi. Nó ngồi trên giường nó ngủ kiểu này mà biểu sao mà nó không có ngủ được. Bỏ lên trên mền nè, chụp nè, thấy không? Đó Nguyễn. Cười, sao mà cô biết hay vậy? Thấy chưa? Thấy cái mền xanh chưa? Đó. 47 sữa. Đáp án là gì? Dạ là câu D. 47 là câu D. Làm lại. Ừ. Làm lại cái gì? Con dịch đi. Dạ, bạn có thể làm lại passport của bạn khi nào bạn muốn. Nhưng mà bạn phải trả phí. Trả phí toàn bộ, đúng rồi. Là vậy. Câu D là. Vậy thì chữ as long as ở trong câu D có nghĩa là as long as trong câu D là whenever. No. Whenever. As long as là miễn là. Miễn là. Ừ, miễn là bạn phải trả tiền phí. Câu 48. Dạ, 48 là câu. Bây giờ nè, trong 48 thường thường con dòm nè, xong thường thường sau good rather mình cộng verb 1 đúng không? Nhưng mà bây giờ good rather cộng have và verb 3 có nghĩa là hành động này đã xảy ra rồi. Họ muốn đi tới châu Phi cho ngày nghỉ của họ hơn là đi tới Malai. Nhưng it was beyond their budget. Beyond their budget có nghĩa là họ không có đủ tiền để chi trả đó, hiểu không? Thế thì cuối cùng là họ đi đâu? Họ đi Malai. Mặc dù họ muốn đi tới South Africa nhưng mà vì họ không có tiền nên họ đi tới Malai. Thế thì đâu có thể nói là Malai is cheaper than South Africa, vì thế họ sẽ trải qua, họ đã trải qua rồi. Nên câu này chứ will spend là con sai. Hiểu chưa? Nó đã sai thì rồi. Vậy đáp án của câu 48 sẽ là câu gì? Câu D. Đúng rồi, đáp án nó là câu D. Đọc cho kỹ. Vậy con phải để ý chỗ chữ good rather verb 1 và good rather have và verb 3 nha. Cái chuyến đi tới châu Phi là họ muốn thì quá mắc nên họ quyết định họ sẽ đi Mã Lai. Câu 49. Câu 49 con cho cô nghĩ đi. Cái chữ cash này là gì?
một cái bút đó rồi. Đây. Cast anchor. 49 câu A. Câu 49 là câu A, nhưng bây giờ cô cho con cho cô mà nghĩ con đi. Không biết nghĩa của từ cast. Cast là quăng hoặc là ném. Vậy cái thuyền thì ta cần cái gì để người ta ta ghi cái thuyền lại? Cái thuyền á. Khi tới gần bờ người ta phải ném cái gì xuống? Hả Uyên? Đâu rồi? Không biết luôn á hả? Dạ. Cái mỏ neo con biết không? Cô mạng con đang lắc cô. Ừ à, lắc gì mà lắc. Những cái người mạng con đang lắc, con nghe cô nói gì chưa? Cái những cái người thủy thủ ném cái mỏ neo. Họ làm như vậy để ngăn con thuyền không có bị trôi vào những cái tảng đá. Ok, 49 sẽ là câu A. Câu 50. Cô yêu ơi. Nghe. Dạ 50 câu B. Ừ, câu B là gì? Chịt đấy. Cô hỏi gì cô? Cô bạn bảo con lắc không hỏi con nghe. Cô bảo con dịch bài coi. Nghe không? Cô ơi, mạng con lắc con không nghe được. Cô chán con quá à. Rồi, câu 50. Để 50 câu B. Dịch bài. Dịch cái câu đó coi. Nghe không? Khanh ơi, con làm cho Nguyên câu 50 đi Khanh. Dạ câu 50 là câu B là hàng trăm người đàn ông và phụ nữ từ những cái bộ lạc. Những cái bộ lạc Rival là gì? Rival là gì? Dạ, rival là bữa mà mình mới gặp bữa trước đó. Bữa mà mình gặp mà đối thủ gì, kẻ thù gì nhớ. Enemy dạ. Từ lưa tùm lum đó. Dạ, dạ. Những dạ, cái bộ thạc là đối thủ. Người dạ, ta thi đấu với nhau á. Would rather to dạ. play at once, ngay lập tức. Dạ, và cái muốn chơi, cái muốn tham gia ngay lập tức. The playing field was sometimes several miles long. Dạ là cái vùng mà để thi đấu thì thường nó khoảng dài khoảng vài mét. Ừ. Vài dặm. Vài dặm. Dặm chứ không phải mét. Dạ. Một dặm tới 1,6 km đã gái ơi. Dạ. Rồi đáp án của nó là câu B đúng không? Vậy thì chỗ này là sao? Tại sao con chọn câu B? Vậy cái chỗ này nè, on fields, sometimes several miles long, cái chỗ đó là gì vậy? Dạ là nó giống như là một cái dạng rút gọn của cái gì? Dạ là rút gọn của mình đầy quan hệ. À, rút gọn của mình đầy quan hệ, ok. Rồi vậy thì cô xong cái test 3 nha. Tụi con nghe cô thông báo tí xíu nè. Trong cái tuần này á, là trường mình á, xét theo cái thời khóa biểu như vậy á, giống như bữa trước tụi con nói là thời khóa biểu sao mà nó tùm lum hết á. Là do trường muốn là cái giờ toán và giờ tiếng Anh. Nếu như giáo viên là dạy hai lớp thì mình có thể học chung với nhau. Hiểu không? Nhưng mà tuần sau mình sẽ có thời khóa biểu mới. Nó đã có thời khóa biểu mới rồi. Thì để có gì tới chiều tối về cô sẽ gửi thời khóa biểu mới của tuần sau. Nhưng ngày mai á, thời khóa biểu ngày mai của lớp mình là mấy tiết của cô? Nhớ không? Ấn 2 tiết đó cô. 2 tiết, nhưng mà chắc chắn là cô sẽ không dạy 2 tiết đâu. Mà mình sẽ phải học thêm chút nha. Tại vì mình không có thời gian nữa. Bây giờ là ngày 3 tháng 6 rồi, mình còn có 4 tuần tới 5 tuần à. Mình không có sửa bài kịp. Nếu mà mình sửa bài này xong được thì mình có thể làm bài tập thêm. Thì ngày mai mình có thể học từ 3, ít nhất là 3 tiết, được không? Cô ok không? Thì cô vẫn sẽ sửa bài tiếp tục. Cô sẽ sửa cái test 4 và test 5 nha.
mình sửa test 4 và test 5, các lớp khác nó có sửa tới đề test 11, test 12 rồi đó. Là do người ta không có làm thêm cái tờ kia đó. Mình sẽ sửa test 4 và test 5. Rồi mình làm thêm cái phần gì? Mình xong phần sửa sai đúng không? Mình còn cái phần synonym và antonym á, 100 câu nữa nè ha. Rồi mình còn cái phần speaking đó. Vậy thì ngày mai là mình sẽ vẫn học là ít nhất là 3 tiết. Chắc cũng phải khoảng tới gần 4 giờ mới xong á ha. Nhưng mà ngày mai có thể là cô sẽ dạy chung với lại lớp A10 nha. Tại là để cho A10 nó sửa chung với mình luôn là test 4 và test 5. Rồi thì tuần sau á, cái ngày thứ 3 của mình á, là chiều thứ 3 đó, mình hình như là, để cô coi lại cái lịch coi. Cái chiều thứ 3, cái thời khóa biểu mới cô nhìn chưa có ra. Có một cái chiều thứ 3 hay chiều thứ 6 gì đó, hình như chiều thứ 3 là mình có thể học chung hai lớp được. Thì ngày hôm đó cô sẽ sửa. Vậy thì thay vì mình là học 5 tiết một tuần là mình sẽ học khoảng cỡ 7 tiết một tuần nha. Để cô muốn sửa cho xong cái cuốn này, sửa cho xong 25 đề này, sửa xong luôn cái sắp đề photo bữa trước. Còn nếu mà có thời gian nữa thì cô sẽ cho làm thêm bài tập. Vậy là lớp đồng ý ha. Sao không nghe thế nào ư hử ý trên trời ạ? Ok. Nghe okay, có mình phát ok thấy không? Wow. Đồng ý. Ừ à. Nghe được cô ơi. Trời ơi, Nguyễn Khuyên gì đâu, hình thằng trai đẹp nào dữ dội ta. Hả? Con nhìn hình tụi con nè. Trai hồi nào chồng? Chồng con á hả? Là thằng nào ạ? À? Hả? Dạ là con rể cô. Ờ ghê ghê không? Con rể cô sao cái thằng là cô thấy lạ quắc, nó ở bên Hàn Quốc đó, hả? Bên Hàn Quốc đó, hả? Cái thằng cạnh dạ, bên không, mà bên cạnh con là thằng nào? 33 đây nè cô. Ờ ghê không? Ghê không? Ừ. Hôm bữa giờ lớp mình học sao? Mấy môn kia ổn không? Ừ? Dạ ok lắm cô, còn ngày mai nữa không biết ổn không? Là sao? Không không thấy mặt cô anh là vui phải không? Không sợ quá à. Gì đâu cô sợ. Anh kêu, cô anh mới nhắn group đó kêu hello, ngày mai cô sửa đề 15, 17. Vậy được rồi, kể đi thì ấy, ok rồi. Thật ra là giáo viên trong trường mình cũng rất là nỗ lực cố gắng. Tụi con có tưởng tượng là cảnh bây giờ là cô vừa đeo kính, cô vừa đeo khẩu trang, cô vừa đeo phone. Cái lỗ tai của cô nó muốn chết rồi, hiểu không? Nên là giáo viên nó cũng vậy, cũng bị tách ra 3 phòng, lên tới lầu 2, lên phòng máy mới dạy á. Nghĩa là giáo viên phải lên trường, nên là cố gắng. Nên thành ra bây giờ cô sợ là 5 tiết mình không có sửa bài đủ, nên bắt buộc mình sẽ có một ngày mình học chung với A10 để mình sửa thêm. Còn A15B thì cô không thể dạy chung với tụi bay được, bởi tụi nó học cuốn khác, nó học cái cuốn dở hơn, cái cuốn nó dễ hơn nữa. Được chưa? Có nghĩa là mình sẽ có một ngày, lúc đó nó sẽ đăng nhập luôn cả hai lớp luôn. Hiểu không? Đăng nhập luôn cả hai lớp. Nhưng ngày mai thì cô vẫn gọi chủ yếu là lớp mình. Gọi chủ yếu là lớp mình. Còn A10 nó chỉ vô là để nó giống như nó học cùng để cho cô sửa đề cho nhanh thôi. Thay vì là tuần sau cô sẽ phải dạy lại cái bài đề 4 và đề 5 cho A10 thì ngày mai cô sửa đề 4, đề 5 cho cả hai lớp luôn. Ví dụ như vậy. Thì mình sẽ lợi. Rồi tuần sau ngày thứ 3 là không có tiết cô mà tụi con cũng rảnh. Thì con sẽ học chung với A10. Là mình sẽ học thêm được 1-2 đề vào trong ngày hôm đó. Thì có nghĩa là mình sẽ lợi hơn cho mình, để mình sửa được đề nhiều hơn tí xíu nha. Nhưng mà 3 tiết liên tục vậy có ổn không đó? 3 tiết liên tục vậy được không đó? Vậy được rồi. Sửa nữa không? Giờ sửa nữa không? Giờ được rồi. Dễ xíu đi cô. Dễ lao xíu hả? Dạ. Thế giải lao 10-15 phút nha. Xong rồi 4 giờ học tiếp nha. Dạ, tức là 4 giờ chơi tiếp là 4 giờ hả? Không có, 4 giờ cô sẽ sửa phần synonym và antonym 50 câu à. Được không? Dạ, okay. Nha. Bây giờ... Ủa cô ơi. Hả? Vậy đi xíu mình học tới mấy giờ vậy cô? Không, cô sửa xong 50 câu xong ta nghỉ. Trên này có mình cô với thầy Tấn á. Nguyên cái phòng bự chà bá thì có mình cô với thầy Tấn đây đó. Thì có một người phụ bên cái chỗ mà về kỹ thuật đó. Đó không? Nghe. Thì cô thắt khẩu trang, cô không ai biết đâu. Hay quá, hay quá. Ủa, mỗi giáo viên một phòng hả cô? Có thể tùy theo cho chiều nay có mình cô nguyên phòng này. Tại vì nó sẽ phân theo lớp từ A1 tới A6 một phòng to này. Còn A7 bên kia, A7 tới A11, 12 gì phòng bên kia là 6 phòng. Rồi A13 với A15B là qua phòng thứ 3.
Vậy là bữa nào mà có giáo viên nào của tiết lớp nào thì sẽ vô phòng đó, phải không? Nên nó cũng hơi căng thẳng á, đuối như trái chuối luôn, cái lỗ tai cô nó sắp tiêu rồi. Thôi mình giải lao chút xíu đi, rồi cái 4 giờ cô sẽ sửa 50 câu cái phần synonym nha. Rồi xong mình ngưng. Rồi ok, tụi con nghỉ ngơi tí xíu ha.
mềm này để cô đọc PDF á.
nó mới nghe được chứ. À, tức là cũng là chung một hai lớp luôn đó hả? Dạy thêm cho cái A10. A10 nó học hết năm tiết rồi. Nhưng mà ngày mai tôi muốn nó học thêm để nó học chung bài với A4. Ừ, nếu vậy thì cô cứ đưa cái link của A4 cũng được. Mà như vậy thì sao là khó cho đến đề điểm danh thôi. Không sao đâu, có thể chỉ cần điểm danh phần kia thôi cũng được, cô Mai cho mà. Thank you.
Rồi ta tiếp tục sửa 50 câu rồi mình nghỉ nha con. Bình à, con làm 9 câu đầu đi. Wow. Alo. Bình nào con làm 9 câu đầu đi con. Dạ. Rồi, câu 1. Dạ là accomplish của con có nghĩa là gì? Con chọn câu A đúng không? Dạ. Có nghĩa là gì? Dạ là giống như là giỏi. Đúng rồi, giỏi, có kỹ năng, giỏi, thành thạo ha. Accomplished guitarist là một người đang chơi đàn guitar thành thạo, giỏi. Ta chọn một A. Câu 2, flora and fauna. Dạ, ta nghĩ là hoa và cây. Hoa và cây thì nó đều là thực vật cả, nhưng mà cái này có nghĩa là động vật và thực vật. Nên con sẽ chọn câu nào là đúng nào? Chọn lại coi. C. Ừ, C. Câu 3. Think it over. Think it over là gì? Dạ, ta nghĩ là đó là it is a really difficult matter to decide. Đó là một cái vấn đề khó, rất là khó, thật sự khó để quyết định làm thế nào để giải quyết ngay bây giờ. Tôi cần thời gian để suy nghĩ kỹ hơn. Think it over là suy nghĩ kỹ hơn. Đáp án không phải câu B. Đáp án là câu nào nè? Dạ, con nghĩ là D. D hả? Tự nhiên cái think out of time là sao? Quỳnh Hoa, đáp án của câu 3 con chọn gì? Ừ? Hoa đi ngủ rồi hả? Giao tiền. Câu A hả cô? Đúng rồi, sleep on it. Sleep on it là suy nghĩ kỹ đó ha. Mấy cái từ này là. Còn make up for là gì hả Tiến? Make up for là hôm bữa trước mình có nói rồi. Hả? Make up for là gì hả Giao Tiến? Dạ. Câu C á. Câu C có nghĩa là gì? Câu C là hình thành hả cô? Ủa, make up for là bữa mình học rồi mà, đền bù mà, mình học rồi mà. Ủa? Be make up of mới là hình thành chứ. Bao gồm hình thành chứ. Còn make up for hình như là đền bù mà. Đáp án của đó là 3A. Rồi. Câu 4. Sophisticated. Sophisticated tools là gì hả Bính? Trời chắc chết quá. Ông giỏi máy tính để làm gì nhỉ? Sophisticated có nghĩa là phức tạp. Vậy chỗ này chọn chữ nào là chữ phức tạp? Con không học từ vựng thì làm sao con có thể sửa bài được? Con nghĩ là C. C là có kinh nghiệm. Cái công cụ nó không có cái có kinh nghiệm. Đáp án của câu 4 là câu A. Complicated là phức tạp. Câu 5. Day in, day out. Mưa suốt cả ngày á, ngày này qua ngày khác á, ha, ngày này qua ngày khác. Đáp án của năm là 5A. Every single day là ngày này, ngày nào cũng mưa, ha, ngày nào cũng mưa. Câu số 6, verbal là bằng gì? Bằng lời nói đúng không? Nên 6 sẽ là câu bò, using speech. Câu 7, eliminated, loại bỏ thì là 7, là 7 bò đúng không? Remove, đúng rồi, remove. Này chơi game nhiều biết đúng không? Trong câu 7 nó có câu dê là gì hả con? Câu 7 nó có câu dê này có nghĩa là gì? Không rõ. Khi mà mình vô một cái trận đá banh á, thì trước trận đá banh cái người trọng tài người ta sẽ ném cái gì lên? Dạ, ném đồng xu. À, cái chữ toss này là cái chữ là ném cái đồng xu lên ha. Có số 8, send back. Send back. Gửi lại không phải nhìn nè. The unmanned có nghĩa là cái tàu này mà không có người ha.
đã gửi đi hơn 7.000 bức tranh về cái sao Max nè. Vì chỗ này không có convey thì đâu có được. Vậy thường thường mà con gửi đi, thí dụ con gửi đi được bằng tín hiệu này kia thì con dùng chữ nào? Dạ là transmitted. Ok. 8 sẽ là 8 bò. Submit là nộp, đúng không? Convey là chuyển tải, convey là mình chuyển tải một cái ý tưởng gì đó. Rồi câu 9, flourishing. Flourishing tức là mình nó đơm hoa kết trái, nó nảy nở, hoặc là một cái công ty nào đó mà nó giống như là nó phát triển á. Thì chỗ này con thấy cái câu nào là phát triển? Cái từ nào thì đúng? C. C, đúng rồi. Growing well là phát triển ha. Rồi ok, cảm ơn Bình. Rồi ta tiếp tục. Phần tiếp theo là của ai? Dạ của con. Con là phải hình này không vậy? Rồi con sửa. Dạ. Câu 10 là chọn câu D. Reflection là gì? Con nhớ dạ, là con chó nó nhìn chiếu. Đúng rồi, ảnh phản chiếu cái hình ảnh của nó, chứ không thể nhìn thấy cái xương của nó, đúng không? Còn câu C có nghĩa là gì? Dạ, dây buộc. Dây buộc hoặc là cái xích của nó ha. Câu C có nghĩa là dây buộc hoặc là cái xích. Nên câu 10 sẽ là câu D. Cái hình ảnh của nó phản chiếu ở dưới cái hồ ha. Câu 11, at times bắn. Dạ, câu A. Sometimes, chính xác, thỉnh thoảng. Câu 12. Dạ, câu B. No. Relatively là tương đối. Tương đối, không phải có liên quan. Câu 12 không phải là câu bò. Cái chữ nào là tương đối? Câu C. Đúng rồi, câu C. Câu C có nghĩa là tương đối. Câu 13, I understand. Dạ, câu D. Đúng rồi, it makes sense to me. Tức là nó làm cho tôi hiểu được đó. Câu 14, aware. Dạ, câu C. Có nghĩa là gì? Conscious. Dạ, nhận thức được. Nhận thức được. Câu D có nghĩa là gì? Cautious. Câu A thì dễ nè. Câu B là chúng đáp lại, đáp ứng lại, phản ứng lại. Câu D là cẩn trọng, chú ý. Mình muốn làm một cái việc gì đó, mình phải chú tâm, chú ý, cẩn trọng á. Cautious. Đúng không? Đáp án của 14 là câu cờ, nhận thức được. Câu 15, empower đó. Dạ. Câu 15 là câu C. Có nghĩa là gì? Dạ, ủy quyền. Đúng rồi, câu C, ủy quyền. Còn câu A là gì? Forbid á. Forbid là quá khứ 2, verb 2 của forbid. Forbid là cấm ha. Cái câu A nó có nghĩa là cấm. Cấm đoán ai đó ha. Rồi đáp án của câu 15 là ủy quyền là câu C. Câu 16, take over. Dạ, con chọn câu D. Đúng rồi, câu D có nghĩa là gì? Take over thường thường mình là gì? Đảm nhận. Đảm nhận, nhưng mà cái chỗ này sẽ là nắm quyền á ha. Đảm nhận, hoặc nắm quyền, hoặc là mình chiếm đóng một cái chỗ nào đó ha. Giống như là khi mà ông General die. General đây là ông gì? General đây nè, ông nào die? Ông nào die trong cái cuộc chiến. General là vị tướng á ha. General là cái ông tướng á, cái vị tướng ông đai, ông chết trong một cái cuộc chiến thì sẽ không có ai đảm nhận cái quân đội đó, nắm quyền của quân đội đó khi vị tướng chết. Vậy đáp án của 16 là câu D, 17. Dạ, 17 là câu A. Ừ, câu A có nghĩa là phát bang. Phát bang. Vậy thì eruption chỗ này nó không phải là cái nói về cái núi lửa, đúng không? Vậy thì chỗ này nó sẽ là nó giống như chicken pox resulted in, tức là mình phát lên trên cái da ha, nổi ban hoặc là phát ban hay mề đay. Đáp án của nó là câu A. Còn câu B có nghĩa là gì? Hôn, thường thường hôn là gì? Câu B 17 bò. Cái lỗ đúng rồi, erosion là xói mòn à? Xói mòn đúng không? Đáp án của 17 là câu A là phát ban nổi mề đay. Câu 18, trustfully. Dạ, là trong câu này nó là nói thật. Bây giờ bạn cần trả lời những câu hỏi của cảnh sát một cách trung thực.
Nếu không thì bạn sẽ gặp phiền toái đó. Làm sao mà as trustingly as you can? Không phải là as trustingly as you can đâu. Đáp án của nó sẽ là câu gì được? Hồng Châu, câu 18 con chọn đáp án là gì? Dạ câu dê cô. Câu dê chính xác. Giống như là mình trả lời chính xác những gì mà bạn chính xác nhất có thể. Trả lời cho cảnh sát mình đâu có nói dối được, đúng không? Mình phải nói chính xác. Câu 19, classify, phân loại. Dạ, câu C. Câu C, phân loại, đúng rồi. À, câu B có nghĩa là mình ghi chép ha. Câu D là diversify là gì? Làm đa dạng ha. 20, hurry up. Dạ, câu C. Đúng rồi, speed up, nhanh lên, vội lên. Ok, cảm ơn con. Rồi, 21. 21 là cái phần nào? Phải phần này không? Ồ, 21 của bạn nào? Dạ, của con, Bảo Châu. Bảo Châu, vô, 21. Dạ, 21 con chọn câu B. Don't forget to wrap me a line. Wrap me a line. Gọi điện hả? Hay là viết thư? Vậy là câu C hả cô? Ồ, a line một cái hàng mà. Tức là mình viết cho một vài chữ á, đúng không? Nó viết vài chữ mà. Vậy đó là câu C. Yeah. Rồi cô kiếm cái bút đã. Rồi, write to me. 22, impending. Yeah. 22 con chọn câu B. Ừ, có nghĩa là gì? Dạ, sắp xảy ra. Sắp xảy ra. Thật ra cái câu B có nghĩa là chữ soon á. Ủa sao trên này con không có đáp án vậy? Dạ, cái đó con search không ra cho nên thôi, con không có làm, cái nay con mới search lại. À, giờ mới search ra hả? Cái chữ này có nghĩa là soon, sớm xảy ra. Ha? Còn câu A là gì? Reputable. Dạ, câu A là chắc chắn đúng. Reputable. Reputable là có nghĩa là gì? Nó giống như theo cái lời đồn đoán. Cái này không đồn đoán là đúng, đúng không? Ok, câu C có nghĩa là gì? Dạ, câu C là dữ dội. Dữ dội hả? Dạ. Dữ dội vào dịu êm hả? Phải không? Con không biết con sợ nó ra vậy mà cô. Đúng không? Con sợ nó ra chỉ dữ dội, kinh khủng. Ờ, vậy thì kinh khủng. Absolute là hoàn toàn, đúng không? Vậy dạ. Đáp án của 22 là câu bò. 23, indenture. Trời ơi, sao dạ, vậy? Câu B. Sao mà được? Ủa? Indenture nó bằng với cụm từ là gì? À, câu C. Dạ, câu C. Aztec, be in danger bằng be Aztec là nguy hiểm, lâm nguy. 24, couldn't see. Dạ, 24 câu B. Make out, ok, câu B hiểu được, không thấy được. 25, rather than. Dạ, 25 câu D. Thay vì, đúng không? Phải thay vì dạ. Không? Dạ. Chưa, để cô coi coi. 25 là câu D instead of, đúng không? Hơn là bởi. Vậy thì chỗ này được sắp xếp ý tưởng. The idea is expressed rather than by. Không có theo, không có theo trật tự alphabet, đúng không? Vậy thì thay vì là instead of. Câu 26, the dạ, 26 là câu C. Ồ, sao trong này là C có nghĩa là gì? Dạ, sự khởi đầu, sự bắt đầu. Bình thường chữ don có nghĩa là gì? Bình minh. Bình minh, đúng rồi, bình minh. Còn câu D là gì? 26D là gì? D á. Expand là mở rộng á. Sự mở rộng. Đúng không? 26 sẽ là C, 27 turn up. Dạ, 27 là câu A. Ok, arrive. 28, outstanding, nổi bật là. Dạ, câu C. C, remarkable. Ok. Widespread, phổ biến, rộng khắp. 29, habitat là? Dạ, câu 29 là câu B. Ừ, home. Và 30 là? Dạ, 30 câu A. Không nghĩ gì, mình chữa chữ này là gì? Dạ, cẩn trọng. Cẩn trọng, ok, cảm ơn con. 31 tới 37 là câu nào? Cái này, đầu tiên hả cô? Cái đầu tiên hả, cũng duyên hả? Dạ. Mà con quất cho nguyên trang vậy gái. Người rộng rãi ớn luôn á. Rồi, 31 tới 37. Dạ, câu 31 là câu A, unemployed là thất nghiệp. Ừ,
Out of fashion là gì? Out of order là gì? Out of practice. Out of fashion là quê mùa. Lỗi thời. Out of order là hết hàng. Không phải. Out of order không phải hết hàng. Cái gì mà out of order cứ nó bị hư. Phải order thì là gọi hàng, gọi món đâu. Out of practice. Không có luyện tập. Cũng không hẳn là không luyện tập đâu nha. Cái chỗ này out, mình sẽ dùng là out of work chứ không dùng là out of job ha. Thất nghiệp á. 31A, 32. Dạ, 32C. Ok, participated. 33. Dạ, 33 là C. Rational là gì? Hợp lý, hợp tình. Ha. Hợp lý, hợp tình là reasonable, một cách hợp lý. 34, devoted. 34 là A. Dedicated on their time to, verb in, có nghĩa là gì? Là tận tâm. Dành toàn bộ thời gian để làm gì đó, ha. To, verb in. 35. 35 là câu C. Có nghĩa là punctuality là sự đúng giờ thì cần thiết trong công việc mới của bạn. 36, alive. Survive. Survive. Sống sót. Và 37 là? 37 là câu B. Đặt cái chân vào trong cái mỏ. Đặt cái chân vào trong cái mỏ là say the wrong thing. Ok. Say the wrong thing. Tự nhiên đặt cái chân vô cái mỏ đúng không? Ok. Cảm ơn con. 38 tới 50 là của ai? 38 tới 50 của ai con? Quang phải cái này không? Ok. Chưa nha, 38 tới 50. Rồi, vô. Dạ, 38 E. Là gì? Dạ là... Sao A được? A television ad shows a busy baker. Một cái... A television ad là gì? Cái chữ S nè. Chữ AD này nè, là một cái quảng cáo. Một cái mẫu quảng cáo trên TV cho thấy một cái người nướng bánh. With a new computer that the advisor claims will help him. Thầy chỗ này thì con nè, baker thì con làm gì trong đây? Trộn. Hơi mệt quá. Baker là người gì? Thì là người làm bánh. Thì ông đi làm gì vậy? Vậy là bánh thì giờ ông đi làm nào? Làm bánh thì câu 38, câu nào là câu làm bánh? Thì câu D hả cô? Dạ, câu D. Trời đất ơi. 39. Dạ, 39 B. Có nghĩa là không có bất ngờ. Không có thể. Không bất ngờ. Ok. Anh ta không hề bất ngờ. Vậy chỗ này làm gì con mắt vậy? Bat an eye. Dạ, không biết. Không chớp mắt hả? Không hề, không chớp mắt hoặc là không gì ta? Không, tức là không không ngạc nhiên á. 40, resented in. 40C. Dẫn đến kết quả, đúng không? Cause. Câu B là gì? Dạ, không biết. Ủa, chứ lesson, giờ đoán đi, cái gì ông cũng không biết là sao trời. Đoán nghĩa đi. Lesson. Lesson. Làm cho ít đi. Đúng rồi, làm ít đi, làm giảm đi. 41 absent-minded. Câu D. Người hay quên, đúng không? Lãng, đãng trí, đãng trí hay quên. 41 là câu D. 42. 42 A. Là gì? Dạ, gây hại. Cái nhiều đứa trẻ nhỏ dành thời gian nhiều xem TV mà không nhận thức được cái sự gây hại, sự có hại của nó. Ok. Harm. 43. Dạ, 43 B. Cái người này như thế nào? Dạ, năng suất. Có rất rất là có năng suất, tức là viết được nhiều tác phẩm, đúng không? Viết được nhiều tác phẩm là câu B. 44. Overwhelming. Dạ, 44 là cái lực lượng của kẻ thù này vô cùng hùng mạnh, đúng không? Vô cùng. Ok, câu B là gì? Dạ là cô đang hỏi câu bò là gì? Để đợi con xíu. Chắc cô quýnh con chết quá
gì con cũng không biết. Vì con cũng không biết hết trơn à. Để đó cô là chuyện khủng khiếp. Dạ. Đó là tính từ. Dạ là dễ sợ. Ừ, dễ sợ khủng khiếp. Đáp án của nó là câu A. Tiếp tục. Dạ 45 là 45. Life expectancy có nghĩa là gì? Con nhớ tuổi thọ không? Life expectancy là tuổi thọ. Thì 45 sẽ chọn câu nào? Câu E. Cái vòng đời của con là cái gì? Chữ nào là chữ vòng đời? Thì câu C. Dạ, là câu C. Đứa nào mà nhắn tin con riết vậy? Duyên nó phá đám phải không? Dạ không có. 45C. Life expectancy nó bằng lifespan, vòng đời. 46. Dạ 46 B. 46 mới bò. Là gì? Irrigation là những cái kênh tưới tiêu. Hệ thống tưới tiêu. Được chưa? Hệ thống tưới tiêu thì chỗ này sẽ là gì? Supplying water. The tiny irrigation channels were everywhere. Ở mọi nơi, hệ thống tưới tiêu nó ở mọi nơi. Rồi. Vậy 46 sẽ là câu bò. 47 là inside. Hồi nãy có chữ inside đó. Hồi nãy mà giáo viên áp dụng cái inside gì đó, nhớ không? Apply cái câu của Bảo Khuyên nó bị sai đó. Nhận thức được. Cái mà mình nhận thức được nó sẽ là câu gì? Dạ, câu là câu A. Ok. Câu A. 48. 48 D. Nó là sự gì? Dạ, sự đa dạng. Sự đa dạng, variety, khác nhau, sự đa dạng. Ok. Variety, sự đa dạng. Câu A là sự. 48 A là phá hủy. Sự phá hủy, sự tàn phá. Câu B. Dạ, sự ô nhiễm. Câu C. Dạ, là phân bón. Phân bón, đúng rồi. Phân bón, fertilizer nó là danh từ. 49. Dạ, 49 C. Từ này có nghĩa là? Dạ, khéo léo. Khéo léo, tactful. Strict là? 49 A là gì? Dạ, là khó tính. Khó tính, outspoken. Thì chắc là nói lớn. Nói lớn hả? Hả? Phải nói lớn hả? Lớn tiếng. Không phải. Thiệt luôn hả? Còn firm? Dạ. Firm là gì? Là... outspoken là thẳng thắn. Thẳng thắn. Còn firm là gì? Dạ là công ty. Mình đang tính từ mà người ơi. Bền vững. Dạ, bền vững cũng được. Chắc chắn, bền vững. Nó là tính từ mà con. Vững chắc hoặc là bền vững, nhớ không? Dạ. Sao giờ đọc từ vững giờ không nhớ gì ráo trọi vậy? Rồi, vậy ta sửa được 50 câu này. Mình còn 50 câu cái phần kia. Rồi mình, ngày mai mình, hồi nãy cô dặn là ngày mai mình sẽ sửa đề gì con nhớ không? Dạ, đề 4, đề 5. Ok, đề 4, đề 5. Trời ơi, chị nói không? Hoặc mình bảo con mới đi mua đồ xíu A. Ghét ớn luôn à. Vậy thì thôi giờ mình... ơi. Câu 38 là câu A chứ cô. Sao câu A? Tại cái từ đó, cái ốc phóng nó dịch là bột nhào á. Phải bột nhào không? Đúng gì nhỉ? Tiếng của ông Tiên hả? Đúng rồi. Phải Tiên không? Đúng rồi cô. Bét G. Nó là cái gì? Bột hả? Ủa cô ơi. Dạ. Cái từ bét cao á, phân sệt à, nó ra là money á cô. Nó bằng nghĩa với tiền á. Là cái gì? Con đang nói câu mấy? Cái câu 38 thôi cô. À, a mixture of flour water được làm. Được. That is made into bread. Được làm để thành bánh mì. À, rồi từ tiếp. Ủa có một nghĩa đó thôi mà con.
có nghĩa là nó sẽ giúp anh ta làm bánh mì chứ. Ý là con nói con giúp ra kiếm ra tiền á hả? Đúng rồi cô. Không biết nữa. Thôi để câu 38 này ngày mai mình quay lại đi nha. Được không? 38 này ngày mai mình quay lại, tại cô chọn là cô chọn đáp án D á. Ngày mai có sữa trong đây không cô? Không. Ngày mai có thể cô sẽ sửa tiếp trong đây cho đủ 100 câu này và ít chí ít là mình sẽ làm đề 4 và đề 5 nha. Yeah. Đề 4 và đề 5. Có nghĩa là kế hoạch là đề 4 và đề 5. Hôm bữa giờ mấy bạn đưa từ vựng đề 4 đề 5 lên rồi đúng không? Hay là mới đề 4 thôi? Nhớ không? Mới đề 4 mà cô. Ờ, à, Trúc nó gửi gì trên mạng trên nhóm vậy? Informal là tiền. Đúng rồi cô, tại nó có dấu ngoặc kép nữa cô. Rồi ok cô biết rồi nha. Rồi cái gì là ngày mai tính tiếp nha. Rồi mình nghỉ đây, cô nghỉ đây, cô cho mấy cô này dọn dẹp cái phòng nè. Đang là 7 nha. Làm cho cô đề 4, đề 5. Ờ, làm đề 4, đề 5. Rồi làm tiếp phần speaking đó. Với lại cái phần trái nghĩa nha. Rồi, bye bye mấy đứa. Nhớ làm bài. Chào cô. Ờ, bye bye. Bye cô. Ừ, chào cô. Đúng rồi, tôi thấy cho cô cái. Bye bye cô. Cái quạt đúng không? Rồi tóc đúng không?